Trời đất ơi. Dậy. Ngủ nhiêu đó đủ rồi. Dậy ra lò gốm đi con. Trời ơi, con đang ngủ mà lò gốm kiến gì mẹ. Cái thằng này. Dậy dậy dậy. Một hai kêu mẹ mua lại cái lò gốm. Tiền của mẹ ở trong đó không à? Bộ giỡn chơi hả? Dậy. Dậy ra đi làm con. Mẹ ơi, làm gì vậy? Con đang ngủ mà. Con mệt mẹ quá. Lò gốm á, con đã giao cho công nhân làm hết trơn rồi. Có gì đâu mẹ phải lo. Cho tụi nó làm đi. Làm ăn đâu phải dễ đâu con. Cái gì cũng phải tự tay mình quản lý mới được. Mau đi làm nhanh lên. Bằng không mẹ tịch thu lò gốm mẹ bán cho người ta đó. Thôi được rồi. Để mai mốt con có tiền á, con trả hết tiền cho mẹ luôn. Lò là lò của con. Con muốn làm gì con làm. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này. Chưa gì mà đã có ý định không nghe lời mẹ rồi. Tạo phản hả? Không có đâu. Con đâu có ý tạo phản đâu. Ai biểu mẹ cứ cằn nhằn, mẹ không cho con ngủ con chi. Thôi được rồi, để con ra lò làm việc liền. Con à, mẹ nói là muốn tốt cho con thôi. Đi rửa mặt cho tỉnh rồi ra lò đi. Dạ. Mau lên đó. Biết rồi. Chán dễ sợ luôn. Mẹ không biết gì về quản lý hết trơn. Chỉ biết la không à. Bây giờ ra ngoài cũng ngồi không có làm gì đâu. Bỏ tiền ra mướn công nhân thì phải để công nhân nó làm chứ. Còn không mướn công nhân làm gì. Đang ngủ ngon rồi. Thiệt tình luôn á. Giám đốc công ty lò gốm rồi. Bận dữ lắm. Đúng rồi, anh làm giám đốc mà. Anh bận dữ lắm. Bận chơi game á. Nói chứ em không có qua rủ anh đi chơi đâu. Vậy chứ em qua kiếm anh chi. Anh làm giám đốc rồi á. Mở công ty rồi. Anh nhận em vô làm đi. À, em muốn làm việc tại công ty lò gốm anh hả? Ừ. Trời ơi, dễ ợt cả. Lò gốm anh đang tuyển công nhân đó. Em cứ gặp con nhỏ Ngân với lại tình sến em nói đi. Công nhân? Ừ. Anh nghĩ cái mặt em vậy mà làm công nhân hả? Rồi vậy chứ em muốn làm gì? Trời ơi, anh không thấy trong phim hả? Giám đốc nào cũng có một cô thư ký xinh đẹp hết. Nè, anh nhận em vô làm cô thư ký xinh đẹp của anh đi. Em muốn làm thư ký hả? Đúng. Em cũng học hết lớp 12 chứ bộ. Quan trọng là em có nhan sắc nè, em xinh đẹp nè. Em làm thư ký mới xứng nè. Nha. Em xinh đẹp. Em học hết lớp 12. Nhưng mà công ty lò gốm của anh không có cần thư ký. Nói chung là thôi em vô trộn, em đâu có chuyện gì đâu làm. Thôi anh đi nha. Anh đang có chuyện gấp. Có gì nói chuyện với em sao? Anh đi nha. Anh nghe nè. Anh Long. Suốt ngày game. Biết vậy hôm trước á, không có chị ông làm giám đốc đâu. Xong chưa chị? Sao anh không bắt máy vậy? Đang chạy xe biết không? Làm gì mà điện thoại anh ta hoài vậy? Trễ giờ rồi kìa, tôi gọi anh hoài không được. Nè, chở tôi qua bên kia lấy đất với lấy trấu về nữa. Cô đi một mình không được hay sao? Cô phải gọi điện thoại cho tôi. Thôi đi, chỗ bên đó xa lắm. Đi xe ôm tốn tiền nữa. Anh là chủ, anh nói chuyện giá cả với người ta tiện hơn tôi chứ. Thì xe ôm tôi sẽ cho cô. Còn cô qua bển nói chuyện cũng giống như tôi nói chuyện với người ta thôi, có gì đâu. Sao mà giống được, anh là chủ, còn tôi nói người ta không có tin. Anh không đi là tôi không đi luôn. Coi là gớm trì trệ để coi ai chịu trách nhiệm nha. Cô hù tôi hả? Ừ. Tôi đùa gì cô bây giờ? Dì Tư mới là người mướn tôi. Anh không mướn tôi, anh không có đỡ được tôi đâu à nha. Trời đất ơi. Nè. Người làm gì đâu mà 10 cái 10 cái à? Ờ ha. Giờ không đi đúng không? Ờ. Tôi điện tôi mét nè. Trời ơi, thôi được rồi. Lẹ mét quá đi. Đi được chưa? Được. Hễ chút xíu cứ mét. Đồ biến thái bệnh hoạn. Đợi người ta đi. Vô lấy cái nón nữa. Nhanh lên đi. Người đâu thấy ghét. Nam. Năm đi đâu mà sách thấy nặng quá vậy? Lên đi, tôi chở Năm đi. Tôi đem ít gạo mới qua cho chị Ba Sương. Thì lên tôi chở cho. Tôi chở qua bển. Rồi tôi ngồi đó tôi chờ, rồi chở về luôn. Ừ. Năm tối ngày cứ ngại gì hoài. Tôi nói rồi, chỉ cần 5 triệu thôi, tôi sẽ cho người qua tới nhà Năm liền. Chi vậy anh Ba? Tụi mình lớn tuổi rồi, Năm còn chờ tới chừng nào nữa? Có chứ không kịp đó. Anh cũng tự biết là hai đứa mình già rồi mà tối ngày cứ nói ba cái chuyện cào lao gì đâu không à. Thôi đi đâu đi, tôi tự đi ên được rồi. Chờ tôi với.
Bây giờ con Nguyên con Nhi tụi nó lớn hết rồi, vài năm nữa nó lấy chồng, chỉ còn có hai đứa tụi mình chưa chồng chưa vợ thôi. Mình già rồi mà ông cứ nói chuyện này hoài chi vậy? Tôi nói hoài, tôi nói chừng nào trời trả báo tôi thôi. Năm lúc nào cũng vậy. Thiệt khổ tâm ghê thiệt. Anh cũng biết đó, hai đứa tụi nó đâu có thích mình gần với nhau đâu. Thôi kệ tụi nó đi, mình lớn rồi chứ còn nhỏ nhất gì nữa đâu mà năm sợ người ta dễ nghĩ. Tụi mình chở nhau hơn cả chục năm rồi còn gì nữa. Thì dù sao cũng đã lỡ rồi, chục năm trước không cưới được nhau, bây giờ già rồi thì làm bạn cũng được mà. Vài năm nữa có cháu ngoại ẩm, cưới xin gì nữa người ta cười cho. Ai cười hở 10 cái răng, kệ người ta. Tôi đã quyết rồi, anh không chịu á, muốn tìm người hữu hỷ về già, đi tìm người khác đi. Nắm thiệt tình, tôi mà muốn kiếm người khác hả, tôi kiếm lâu rồi. Thôi được rồi, vậy tôi tiếp tục đợi nữa. Có cái gì mà mắc dữ vậy? Có bao nhiêu đó? 50 triệu. Hồi xưa có mấy trăm đồng một ký à, không biết sao giờ lên tới ngàn mấy rồi. Giá nguyên liệu lên, thành ra bây giờ giá gốm cũng lên. Mình đâu có cạnh tranh bằng mấy gốm xứ nơi khác đâu. Anh không thấy hả, mấy cái lò người ta đóng cửa quá chừng, anh còn dại dột nhảy vô nữa. Hay là tôi thấy vậy nè, nhân tiện lò mình chưa có nung, mình chưa có đặt tiền cọc đất trống gì hết á, hay là mình suy nghĩ kỹ lại đi, mình bán hết mấy cái hàng tồn trước đi rồi tính. Cô hay quá ha. Tôi là giám đốc, tôi kêu nung thì nung, tiền của tôi không sợ, bắt bớ gì cô sợ. Ủa, hình như là bác Ba với dì Năm phải không? Ờ đúng rồi. Bác Ba sao bị gì vậy ta? Đợi chừng nào hai đứa nó lập gia đình yên ổn xong thì hai đứa mình làm đám cưới nha. Tới lúc đó tụi nó có gia đình riêng rồi, chắc nó không phản đối gì mình đâu. Bác Ba, gì đâu? Thưa bác Ba, thưa dì Năm. Ủa, xe bác Ba bị hư hả? Để con kêu bác Ba đem đi sửa nha. Hư hao gì? Thôi mày đi chỗ khác đi mày ơi. Anh, dạ. Sao bác Ba cứ xua đuổi con hoài vậy? Con chỉ muốn giúp bác Ba thôi chứ bộ. Bác Ba không nhớ hôm trước, cò tay con lành rồi. Dạ thưa bác Ba, dì Năm đi đâu vậy? Ủa, còn hai đứa đi đâu vậy? Dạ tụi con đi mua trấu. À, dì cũng định qua nhà con đem cho mẹ con ít gạo mới nè. Thôi dì Năm để dành ăn đi. Cái con này, gạo đợt này ngon lắm, có mấy chục ký hà, có gì đâu mà ngại. Con dạ. Coi đó, bác nói á, để bác chở qua nhà con, sách bộ nó nặng mà bảo có chịu. Dì Năm, phải rồi đó, lên xe đi, bác Ba chở dì Năm về, chứ giờ đi bộ nặng lắm. Đó, thấy không? Tôi mệt ông rồi nha. Đó giờ bác Ba cũng đi tán gái hả? Tán ông nội bị chế tán gái. Bác Ba cũng bị xua đuổi giống như con. Mà công nhận nha, bác Ba già mà còn gân ghê ha. Trời, ông đừng có theo tôi nữa. Năm, đừng giận nghe Năm. Cái thằng ôn dịch này, mày nghĩ sao tao giống mày vậy? Tối ngày thì phá làng, phá xóm không. Mai mốt đừng lợi nhà tao nữa nha. Tự nhiên khi không mất ba, la con làm sao? Thôi, hai người gây thì gây đi, tôi đi à. Dạ thôi dì Năm, dì Năm. Thôi dì Năm, sách nặng lắm. Sẵn có con ở đây, con đem về cho mẹ con cũng được. Thôi vậy, con đem về cho mẹ nha không? Cho dì gửi lời hỏi thăm mẹ con. Lên chở về. Để tôi đi bộ. Vừa bụng rồi chưa? Con cũng biết gì đâu mà không vừa bụng. Thôi nè, bác Ba đi đi. Đi đi bác Ba. Giờ tao không muốn đi. Sao chưa muốn đi? Tao muốn quay đầu là bờ. Con chuyện là biển nha bác Ba. Mày khỏi kêu. Dẫn ba đi đi. Từ từ mày. Dạ thưa bác Ba. Tự nhiên khi không tức giận lên mình. Gì vậy? Anh á, đàn ông con trai gì đâu mà vô duyên túi à. Sao chứ tôi vô duyên? Không phải vậy hả? Sao phải vậy? Ủa thì đi tán gái thì tôi nói tán gái, thì bị gái xô đuổi thì tôi nói bị xô đuổi. Thôi đi, người ta không có giống như anh. Bác Ba với dì Năm á đã có tình cảm từ lâu lắm rồi. Còn anh á, anh mới là mặt dày đơn phương đi theo cua người ta. Mày đặt so sánh nữa. Ê ê ê, nè, không có sỉ nhục tôi nha. Sỉ nhục tôi cho đi bộ ráng chịu rồi nha. Ê, nó nghe nè. Nói vậy sao hai người đó không lấy nhau đi ta? Mắc mới vậy tới anh, nhiều chuyện. Ủa thì bác Ba là ba vợ của tôi mà sao tôi không quan tâm? Ê, biết mà lấy lòng bác Ba nữa chứ. Tôi không thích nói cho anh nghe đó được chưa? Ông nhiều chuyện. Đồ khố ưa, bây giờ có về không? Đứa đi trả treo hả? Mười cái à. Lên xe. Xe của tôi thích làm sao tôi chạy vậy? Anh thích thì đi bộ đi.
gì đó? Đang thoa dầu dừa nè mẹ. Mẹ đi họp á, có gì vui đâu mà mẹ đi hoài vậy? Họp để biết tình hình trong ấp này nọ. Nghe nói dạo này á, có mấy thằng choi choi quậy phá dữ lắm á. Con đừng đi chơi đêm nữa nha Hùng. Tụi con nít ranh, có gì đâu mà sợ mẹ. Ờ, hồi nãy mày đi về chung với dì Bảy, bà nói bà có thằng cháu làm nghề giáo, chưa có vợ, tính tình cũng được lắm, mà nhà cũng khá giả nữa. Thôi mẹ ơi, thầy giáo sao bằng giám đốc công ty, mẹ khỏi nói nữa đi. Mày đừng có suốt ngày mơ mộng nữa được không? Những người làm giám đốc, người ta kiếm người ăn học xứng với người ta, chứ ai mà ngó tới mày. Mẹ ơi là mẹ, con của mẹ học hết lớp 12 đó. Nhưng mà quan trọng nhất là con đẹp, mẹ hiểu không? Nè, không chịu lấy chồng cũng được, nhưng phải lo đi kiếm việc làm đi. Cứ suốt ngày nhong nhong ở ngoài đường không à, sao mà được. Mẹ la hoài à, ngày mai con đi làm rồi, mẹ khỏi la nữa nha. Sao tự nhiên nay mày xiên vậy? Tự tìm việc làm luôn. Nè tao nói trước nha, làm mấy chỗ bậy bạ, tao quánh què giò đó. Con vô lò gốm làm chung với con Ngân. Mà mẹ nhớ hồi xưa, mày chê lò gốm dơ tay mà, sao giờ đòi làm? Con chịu làm á là tại vì giám đốc lò gốm thôi. Con chỉ cần vô đó làm là ông Long không thể nào thoát khỏi tay con được. Cái tật không bỏ. Thôi, thoa dầu dừa xong, bây giờ con vô coi phim đây. À, tao đang nói chuyện mày đi đâu vậy? Mà nói chuyện đi làm là tốt rồi. Đúng là con với cái. Bộ hôn bất được chút đỉnh nào hả? Mà cô có trả giá không đó? Hay không phải tiền của cô, rồi cô không thèm trả? Dạ không phải vậy đâu gì. Đất với trấu á, hai chỗ này là chỗ chú Sáu Tân mua thường xuyên, quen họ lắm. Họ không lấy cao đâu, họ lấy đúng giá rồi. Nè Long. Dạ. Cái công ty gì đó điện lại cho con chưa vậy? Rồi chừng nào họ xuống lấy hàng đây? Dạ người ta nói 2-3 bữa nữa mẹ. 2-3 bữa là chừng nào? Con tranh thủ hối thúc người ta đi con. Chết, có khi nào người ta lừa mình không? Trời ơi trời, lừa cái gì mà lừa. Công ty người ta có website đàng hoàng, sao mà lừa mình được. Mày đừng có lo quá. Nhưng mà thiệt tình từ đó tới giờ tôi không thấy công ty này về đây mua gốm ở đây. Ờ. Thì bây giờ họ mới biết gốm đỏ ở xứ của mình. Cô làm như tôi con nít không bằng chứ. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi mới làm ăn cô hai. Huống hồ gì, giám đốc công ty á là bạn của thằng Hữu đó cô. Hả? Chỗ quen biết nhau không mà lừa cái gì. Ủa, bộ bạn của anh Hữu thiệt hả? Ừ. Bữa đó tôi với thằng Hữu đi uống cà phê, vô tình gặp ảnh đang đi du lịch ở xứ mình nè. Anh thấy gốm đỏ cho nên anh thích. Tôi chớp cơ hội liền, cho nên tôi mới kêu mẹ mua lò gốm để mà kinh doanh với ảnh. Nhưng con phải điện thoại hối họ coi sao rồi đó con. À, sẵn lò mình nè, con gốm toàn đó. Con giao trước họ mớ để mình lấy tiền được không? Vậy thì mình mới an tâm hơn, ha. Nè anh Long, tôi thấy gì Tư Xuân nói đúng á. Hai anh kêu người ta xuống lấy gốm toàn trước đi, coi người ta nói sao rồi mới tin được chứ. Hai người đúng là đa nghi thiệt luôn đó. Thôi được rồi, để con gọi điện thoại cho anh Quân. Gọi đi con. Alo. À, Long gọi tôi có chuyện gì không? Dạ, anh Quân, anh khỏe không? Dạ, em điện thoại hỏi anh là không biết là khi nào bên công ty anh mới xuống đây để lấy hàng gì anh? À, nếu được thì ngày mai tôi sẽ xuống dưới, mình ký hợp đồng, rồi sau đó tôi sẽ dần chuyển trước số hàng có sẵn. Dạ, vậy ngày mai hả anh? Đúng rồi. Vậy không biết là ngày mai bên anh á mấy giờ xuống đây vậy? Khi nào anh xuống nhớ báo sớm em nha, để em sắp xếp nha. Ok, tôi sẽ điện báo trước mà, yên tâm, mai gặp nha. Dạ dạ, cảm ơn Quân nhiều. Dạ. Sao con? Sao? Đó thấy chưa, người ta nói ngày mai người ta xuống lấy hàng đó mẹ. Lừa đó mà lừa. Trời ơi, đây là tốt rồi, mẹ đỡ lo. Nè, tiền này con, mai đem trả tiền đất tiền trấu luôn nha. Thôi, mày đưa tiền cho nhỏ Ngân, nó đi trả cho người ta đi. Con mệt lắm, con đi vô ngủ trước đây. Đi cả ngày rồi, mệt muốn chết. Nè. Dạ. Nhắm thấy được không đó? Hay để tôi đi đưa à? Thôi đi, nếu như mà dì ngại con làm mất á, thì dì cứ giữ đi ha. Rồi có gì sáng mai con chở dì qua bên đó, dì đưa tiền cho người ta luôn. Thôi vậy đi ha. Dạ. Rủi cô làm mất á, cô cũng đâu có tiền trả cho tôi đâu, phải không? Để tôi đến đó tôi trả giá coi sao. Chứ bây giờ có được mấy cái lọ làm gốm đâu. Mình mua nhiều thì họ phải bớt cho mình chứ, đúng không? Dạ, dì tính gì cũng được. Ra coi kiểm tra cửa nẻo coi sao. Dạ. Chắc cũng lâu lắm mới thu hồi được vốn cái lò gốm này.
Đợt này đúng là phải cảm ơn anh đã cứu nguy cho tôi. Nhớ trả tiền đầy đủ, làm ăn đàng hoàng, lấy lòng tin trước. Tất nhiên rồi. Mà thằng đó là người cùng quê, lại là bạn của anh, tại sao anh lại giúp tôi? Đối với tôi chỉ có hai loại người: người đem lại lợi ích cho tôi và người giúp tôi đạt được lợi ích. Tôi rất thích những người thực tế nha anh. Chỉ cần á trả đủ số hoa hồng đã thỏa thuận là được rồi. Anh cứ yên tâm, tôi còn làm ăn lâu dài với làng gốm mà. Tụi mình sẽ tha hồ hốt bạc. Thằng Long vừa gọi điện cho tôi, tôi định vài bữa nữa sẽ xuống dưới, nhưng mà nó có vẻ khẩn trương quá. Chắc là sáng mai tôi thăm mộ ba tôi, xong rồi xuống dưới lấy hàng luôn. Vừa mới đặt thêm lô mới. Anh nên tạo lòng tin cho nó. Mà ba anh mất rồi hả? Cũng hơn 20 năm rồi. Lúc đó ông giằng giữ cho một người phụ nữ có gia đình, định bỏ mẹ con tôi để đến với bà. Ai dè bị tai nạn và chết ngay sau đó. Mẹ tôi hận ông lắm, nhưng mà dù sao thì cũng là cha ruột của mình, nên mỗi năm ngày giỗ tôi đều ra thăm mộ một lần, cho phái đạo vậy mà. Ủa Nhi, anh Hữu. Lâu quá không gặp anh. Đi đâu vậy? Dạ. Dạ chào anh Khánh. Em quen với Hữu hả? Dạ, em với anh Hữu là người ở cùng quê mà. Ủa? Dạ. Anh với anh Khánh cũng biết nhau hả? Ừ, anh Khánh là sếp của anh đó. Anh Khánh, hai người đi ăn hả? Đúng rồi. Anh Hữu cũng đang đi ăn với bạn hả? Anh quên, đây là anh Khánh, là sếp cũng như là phó tổng giám đốc công ty. Xin chào. Dạ, chào anh. Dạ, còn đây là Nhi, bạn em. Dạ, chào anh. Chào em. Dạ. Vậy thôi, tôi đi nha. Dạ, chào anh Khánh. Khi nào mình gặp nha. Em chào anh. Dạ, chào anh. Chào em. Chào anh. Sếp của anh tôi nghe nói cũng trăng qua lắm đó. Con gái bây giờ là vậy mà. Một loại chỉ thích chạy theo người có tiền, có địa vị. Còn một loại thì sống tình cảm, nhưng rất dễ bị lừa gạt. Chuyện của tôi với chị, cậu biết phải xử sự sao rồi chứ? Anh yên tâm, em sẽ không nói cho Ly lần gì biết đâu. Được. Coi như là tối nay á, em chưa từng gặp anh. Tốt. Coi như là tôi không uổng công nâng đỡ cậu. Dạ. Vậy đi ha. Chào anh. Sao hôm nay con về sớm vậy? Tại vì con đi ăn với bạn rồi về luôn. Còn một số việc ở công ty cần giải quyết nữa cậu à. Con ăn tối với ai? Bạn gái sao? Cậu thật là hiểu ý con đó. Có phải Ly không? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Thì cậu nghe hai đứa đang quen nhau mà. Có phải Hữu nói không cậu? Hồi trưa cậu định rủ con đi ăn, thì nghe Hữu nói con với Ly đã đi ăn rồi. Từ trước đến giờ cậu không có can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Nhưng Ly là thư ký của cậu, không như những cô bạn gái khác của con. Nếu có rắc rối nảy sinh thì không hay lắm. Cậu nè, nếu như con với Ly có ý định nghiêm túc á, thì cậu có ủng hộ không vậy? Nếu gì thì tốt. Ly có năng lực, tính tình tốt, gia đình cũng tương xứng với gia đình của mình. Nói vậy thì cậu đã biết rõ gia đình của Ly hả cậu? Ly là thư ký riêng của cậu, tất nhiên là cậu phải điều tra kỹ rồi. Nhưng con thấy hình như Ly với ba của Ly không có hợp nhau thì phải. Ba mẹ của Ly ly hôn khi Ly còn đi học. Sau đó mẹ Ly mất, chắc là cũng mâu thuẫn gia đình, nên Ly mới không hòa thuận với ba thôi. Nếu con nghiêm túc với Ly thì cứ công khai mối quan hệ với mọi người. Tại vì Ly không muốn xen lẫn giữa chuyện tình cảm với công việc, cho nên không có muốn công khai chuyện tình cảm của tụi con. Ly đúng là rất hiểu chuyện. Thôi thì cũng tùy hai đứa. Nhưng bữa nào Thu xếp dẫn Ly về ăn cơm với cậu.
coi như ra mắt bạn gái chính thức. Dạ. Ừ. À, thôi, cậu qua bàn làm việc một chút. Dạ. Tôi tưởng bà phải trả giá cho những gì mình đã gây ra cho gia đình tôi rồi chứ. Có thể những điều tôi nói ra cậu sẽ không tin, nhưng sự thật, tôi yêu ba cậu. Nhưng không phải tôi muốn trả thù người chồng cũ như cách gia đình cậu nghĩ về tôi. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng là người có lỗi. Bây giờ cậu muốn xử tôi sao cũng được. Xử bà? Để rồi bây giờ tôi có lấy lại được những gì hạnh phúc bên gia đình tôi không? Bà nói đi. Tôi về đây chỉ đám dỗ của ba cậu, rồi đốt cho ba cậu một nén nhang thôi. Chuyện ngày xưa, tôi thật sự xin lỗi cậu. Lỗi phải gì thì bây giờ gia đình tôi cũng tan nát rồi. Gia đình tôi đang hạnh phúc, từ khi có bà mang đến toàn điều bất hạnh. Tương lai tôi mờ mịt, bà vừa lòng chưa? Bà đi đi. Bà đi mau đi, tôi không muốn thấy mặt bà nữa. Xin lỗi cậu. Long ơi, dậy đi làm kìa anh Long. Anh Long ơi, dậy đi anh Long. Ừ. Anh Long à. Con nhỏ này, làm gì mà kêu réo ung sùng vậy? Vậy ăn sáng rồi còn đi ra lò, trễ lắm rồi kìa. Tôi là giám đốc, tôi muốn đi giờ nào là chuyện của tôi. Cô đứng kêu réo hoài tôi đuổi việc cô bây giờ. Thằng Long nó dậy chưa? Dạ thưa dì, con kêu hoài mà anh Long không chịu dậy đi làm. Cái thằng này, đòi mua lò cũng mua cho nó, không có lo cái gì hết. Tối ngày ăn ngủ như cũ. Dạ thưa dì, ngày hôm qua anh Long cũng bỏ đi đâu mất biệt à. Con kêu ảnh hoài mà anh không chịu về. Thiệt ra con với anh Tình cũng chỉ là thợ lành nghề thôi. Còn việc quản lý nguyên cả một cái lò gốm á, là phải có một người giỏi, người ta giám sát và quyết định mọi thứ nữa. Mà con thấy anh Long ảnh... Tôi biết thằng Long con tôi nó ham chơi làm biếng. Từ đó giờ kêu nó đi làm, nó có chịu làm đâu. Nay nó chịu kinh doanh lò gốm cũng là tiến bộ rồi. Tiền tôi không có thiếu, tôi chỉ muốn thằng Long nó nên người, nên tôi chịu ý nó, cho nó thỏa lòng. Tôi cũng là dân làm ăn nè, tôi biết cái vụ gốm này là năm ăn năm thua, chứ đâu có dễ đâu, phải không? Chắc điều này tôi dùng biện pháp mạnh với nó mới được. Nè, cô có cách gì không? Nói tôi nghe đi. Vô, vô. Con ơi con, dậy đi con. Dậy, dậy. Ký giùm mẹ cái giấy này đi con. Ký một cái thì là ngủ lại. Ôi, tôi cũng ngủ nữa mà, buồn ngủ thôi quá. Bà, ký giùm mẹ đi con. Không có quan trọng đâu, đừng có sợ. Nè, ký đi. Đó. Bây giờ ký xong là mẹ cho con ngủ đúng không? Ừ, ký đi con. Ghi đây đúng không? Ừ. Rồi đó, mẹ cho ngủ một cái. Ừ. Kéo mình ra. Anh Long, dậy đi làm. Rồi cái gì mà nắng chói trang vô mặt cô vậy? Đóng cửa lại coi. Con nhỏ này đuổi việc bây giờ, đâu có sổ lại đang ngủ biết không? Dậy đi, trễ lắm rồi kìa. Trễ cái gì, đang ngủ mà trễ cái gì không biết nữa. Anh Long, dậy đi làm. Con nhỏ này, trả mà lên coi. Ra lò gớm, mau lên, không có ngủ gì hết trơn á. Mẹ ơi, con đang ngủ mà, cho con ngủ một chút đi mẹ. Nè, không có ngủ nghe gì hết trơn á. Kể từ nay,
Mẹ chỉ muốn con làm giám đốc công ty thôi. Con đi trễ hay nghỉ làm thì mẹ trừ lương giống như công nhân ở lò vậy. Ủa là làm sao? Tự nhiên mẹ muốn con làm là làm sao? Nguyên cái lò này là do mẹ bỏ tiền ra thì tất nhiên mẹ là chủ rồi. Con chỉ là chủ trên giấy tờ thôi. Huống hồ con vừa mới ký vô tờ giấy này nè. Coi rõ đi. Thấy chưa? Ủa cái gì vậy mẹ? Mẹ dụ con hả? Cái này nè, cho con bài học đầu tiên nha. Bây giờ ra làm ăn rồi, ký cái gì cũng phải coi kỹ, chứ ký qua loa là tiêu luôn đó. Sao tự nhiên mẹ bày đủ trò vậy? Tiền của mẹ cũng là tiền của con mà. Từ bây giờ bắt đầu rạch ròi, mẹ sẽ trả lương cho con. Con mà đi làm không đúng giờ, mẹ sẽ trừ lương, mẹ sẽ không cho tiền con nữa. Tháng nào bị trừ nhiều, hết tiền xài ráng chịu. Con Ngân, dạ, sẽ là người giám sát và theo dõi con, sẽ báo cáo lại cho mẹ mọi việc. Nếu con làm không tốt, mẹ sẽ cho con thôi việc kiếm người khác vô làm. Vậy chắc mẹ hù con thôi đúng không mẹ? Chứ mẹ không nỡ làm vậy đâu đúng không mẹ? Không tin thì thử đi. Lương tính kể từ bây giờ. Bây giờ xuống ăn sáng rồi tới lò gốm. Không thì sẽ bị trừ lương vì đi trễ. Hiểu chưa? Đưa đây. Mẹ. Nè, dì Tư nói thiệt đó, dì Tư không có hù anh đâu ha. Chuyện này là do cô bày trò ra đúng không? Tôi không biết. Nhưng mà dì Tư muốn anh làm việc nghiêm túc, cho nên dì Tư làm vậy là có thiệt đó. Nè, mau lên đi nha. Tôi tới lò trước mà anh đi trễ hả? Tôi sẽ ghi lại trừ lương anh bữa nay đó. Cô hù tôi hả? Thử đi. Cô dám trừ lương tôi không? Tôi đủ việc cô bây giờ. Xin lỗi ông trời con nha. Người mướn tôi là dì Tư, không phải là anh. Dậy mau lên. Đồ bệnh hoạn, đồ biến thái, đồ tâm lý tật nguyền. Chào mọi người. Nè, tôi chấm công rồi đó, bữa nay đi trễ nha. Ê, cô viết gì vậy? Nè. Tự nhiên chấm công là sao? Nè, mày làm cái gì giờ này mới tới? Thì tao ngủ về trễ cho nên tới trễ tôi làm gì dứa vậy? Thôi đi, chấm công cái gì? Không, tôi có nhiệm vụ là tôi phải báo cáo lại cho dì Tư biết. Hôm nay tôi nói rồi, anh đã đi trễ đó. Con nhỏ này, mọi người đang làm gì vậy? Thì đang xu chứ làm gì? Ủa chứ không phải ra khuôn vậy rồi bỏ vô đun hả? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao đất cục mà làm được gốm hả? Phải pha đất rồi phải trộn với cát, rồi tưới nước lên, rồi phải làm cho nó mềm, rồi còn phải chắn bọt bỏ vô máy chạy lần nữa thì nó mới đủ cái độ dẻo. Cái gì mà tùm lum rắc rối vậy? Vậy làm chừng nào mới ra được gốm? Làm đất xong rồi tạo hình xu, rồi đem phơi nắng ba ngày rồi mới cho vô lò, rồi mới nung thêm hai mươi mấy ngày nữa mới có gốm. Tôi nghe mày nói tao mệt dễ sợ luôn á. Có 24 ngày. Ủa 24 ngày sao mà lâu dữ vậy? Trời ơi, tụi có mấy ngày ra gốm liền chứ. Anh thấy người ta bận rộn vậy, anh không giúp một tay đi, ở đó mà còn nói nữa. Mày không giúp, biết giúp gì gốm thì thôi đi, còn làm biến nữa. Cái gì? Cô nghĩ sao vậy? Hả? Tôi là giám đốc, cô nghĩ sao kêu tôi ra anh làm gốm? Bây giờ anh thấy rồi đó, ở đây có mấy người làm sao mà làm kịp. Anh thì ở không làm gì hết, anh phụ một tay đi chứ. Thì bây giờ không đủ người á, mướn thêm người đi. Mới làm có một mẻ đầu tiên à. Với lại bên công ty gì đó của anh á, biết có chắc ăn hay không mà mày đặt kêu thêm nhân công nữa. Không chịu kêu á thì ráng mà làm đi. Tôi là giám đốc, biết bao nhiêu chuyện tôi cần phải giải quyết. Còn tưởng tôi rảnh rỗi lắm hả? Làm đi. Anh Long. Nguyên. Hello mọi người. Ủa Nguyên, hôm qua anh nói là anh không có tuyển thư ký rồi mà. Anh không tuyển thư ký thì em tới đây làm công nhân. Chỉ cần được làm với anh Long thôi là em làm gì cũng được hết á. Nguyên à, em làm ơn làm phước thao cho anh đi nha Nguyên. Nè, chỗ này là chỗ để làm việc chứ không phải là cái chỗ để mà vô cua thằng Long đẹp trai nha. Liên quan gì tới ông? Anh Long á là chủ lò, anh nhận tôi làm rồi chứ bộ.
Nè, cái bà xe xu này biết làm gì mà mày nhận vô làm vậy? Anh Long, hôm qua anh kêu em vô làm rồi, anh nói cho mọi người biết đi chứ. Hôm qua tao lỡ nhận Nguyên rồi. Nè nè, hay là mày kiếm cái khâu nào dễ dễ cho Nguyên làm đi. Làm gớm có công đoạn này dễ đâu. Chỉ có nhồi đất vậy thì qua mai. Nè, bà vô bà nhồi đất đi. Cái gì? Cái mặt tôi đẹp vậy mà đi nhồi đất hả? Tôi nhồi ông luôn bây giờ. Tôi á không có làm gớm nhưng mà tôi cũng biết chút đỉnh á. Cái su su gì đó tôi thấy rồi, dễ ợt à. Tại vì bây giờ lò gớm nhân công ít cho nên khâu nào cũng phải làm hết á. Chừng nào mà đơn hàng nhiều lên á, lúc đó mới tuyển nhân công, lúc đó mới chia công đoạn ra được. Thôi mày vô mày phụ đi. Nè, bà nghe chưa? Không chịu nhồi đất thì bà đi về đi. Hôm qua anh cũng nói cho vui thôi. Em hả? Làm gốm không nổi đâu. Anh coi thường em hả? Thì đâu có coi thường. Anh chê em đúng không? Không có chê. Nè, chơi chứ còn gì nữa. Ai mà không biết gì danh của bà. Sao? Bà vô đây làm nổi. Chắc là tôi cùi chứ gì. Vậy chuẩn bị cùi đi nha. Ha. Được rồi, anh Long. Bây giờ em làm, nhưng mà mai mốt quá đủ công rồi, em chỉ xu thôi nha. Tùy em thôi. Em muốn gì đó tùy em. Thôi anh vô văn phòng nha. Né qua cho anh đi. Để coi anh trốn em được mấy lần. Nhìn gì? Ok anh, tôi sẽ tôn trọng hợp đồng mà chúng ta vừa ký với nhau. Và tôi cũng sẽ tăng thêm lò nung. Đảm bảo một tháng sau sẽ giao đúng số lượng cho anh. Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Về tới thành phố tôi sẽ chuyển khoản đủ tiền đợt này cho anh với 20% tiền cọc hàng đợt mới. À, hay là bây giờ tôi mời anh đến nhà hàng để thưởng thức những món đặc sản ở đây nha. Ăn mừng sự hợp tác lần này của chúng ta. Chắc là hẹn anh dịp khác đi. Bây giờ tôi muốn thăm cái lò gốm một chút. Tại vì ở thành phố tôi còn rất nhiều việc. Cũng được. Vậy dịp khác vậy. Mời anh đi. Ngân, sao anh sợ vô nó không giống cái cảm giác mà mình hay làm. Khác lắm. Anh Tình, bữa nay anh Phan có chắc đúng theo liều lượng không vậy? Cũng tương đối thôi. Anh sao kinh nghiệm bằng chú Sáu được. Mỗi đợt đất nó cũng xê xích chút đỉnh chứ. Để anh nhờ thêm lần nữa coi nó sao. Ê, cái bà kia, bà đi làm công hay là ngồi chơi vậy hả? Bà bấm điện thoại cả buổi trời luôn. Nhắm bà làm không nổi thì bà về đi. Làm gì thì làm, cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ. Bà nghĩ gần nửa tiếng rồi, còn đợi gì nữa? Có phải lò của ông đâu mà ông dở cái giọng đó với tôi. Nè, em nói chuyện với bà đi. Quyên, mày vô làm đi. Nãy giờ ai cũng làm, có mình mày ngồi không à. Mày vô làm đi. Làm thì làm, mệt ghê. Đây là số lượng hàng mà chúng tôi sắp sửa hoàn thành. Coi chừng. Rồi, đụng rồi. Em có sao không? Không sao. Xin lỗi em nha. Đi nướng phải còn trước còn sau chứ. Anh có sao đây là... Đây là công nhân ở lò của em đó. À, không ngờ công nhân lò gớm mà cũng xinh như vậy. Xứ em á, nhiều người đẹp lắm. Phải không? Thiệt. Lò anh có vài công nhân như vậy, liệu có làm kịp hàng cho tôi không? Anh yên tâm đi, sẽ đủ hàng mà. Lúc đầu á, tôi không biết là tôi với anh hợp tác như thế nào, cho nên là chỉ mướn nhiêu đi người thôi
Chút nữa tôi sẽ kêu thêm nhân công. Cái vụ này á, gì chứ, nhân công nhiều lắm, kêu là có liền à. Mình làm hợp đồng đàng hoàng, bên tôi rất là uy tín. Đúng tháng sau tôi sẽ xuống lấy hàng, nên anh đừng e ngại gì hết. Anh cứ yên tâm, tháng sau sẽ có hàng. Vậy tôi đi trước nha. Hợp tác vui vẻ. Cảm ơn anh. Lo làm đi. Gì nhịn gì? Tên nè, với số lượng hàng mới đặt á thì xưởng mình phải làm bao nhiêu lò mới đủ? À, thêm 3 lò nữa. 3 vậy lò là nữa. Đưa một lục 4 lò. 4 lò. Được rồi, bây giờ mày đi kêu thêm nhân công đi. Hả? Cậu nhỏ kia, liên lạc thêm mua đất với trấu đi. Làm chung một đợt đi, tháng sau giao hàng cho người ta luôn. Biết rồi. Nhưng mà mày có dám chắc không á? Chứ làm vậy quá trời á. Rồi người ta không lấy là tiêu cái đầu của mày á. Tiêu đời. Nghĩ sao mà tiêu? Ký hợp đồng đàng hoàng á, cho nên mày khỏi lo điều đó. Nhưng mà tao thấy có chút vấn đề. Vấn đề gì? Đất tao pha sờ vô á, nó không có cảm giác giống như là chú Sáu pha. Phải rồi đó. Ủa, chứ không phải tự tin là thợ giỏi của lò hả? Giờ lại không biết pha đất là sao? Nè, ai không biết pha đất, nhưng mà tùy đất á, phải biết pha liều lượng khác nhau. Nè, bà không thấy hả? Hả? Hết cái lò này tôi dò hết luôn á. Vậy bây giờ phải làm sao đi? Hay là bây giờ mày qua nhà chú Sáu á, mày nhờ chú thử coi sao. Hả? Chú Sáu hả? Nè, anh Tình nói đúng đó. Tụi tôi á, tuy là thợ lành nghề thiệt, nhưng mà từ trước tới giờ mấy khâu pha đất với mấy khâu làm chính á, chú Sáu làm không à. Ủa, vậy sao hôm bữa không nói, bây giờ mới nói? Làm sao tôi biết anh có đơn đặt hàng thiệt đâu, với lại còn đặt số lượng lớn nữa. Tưởng anh hay lắm, chỉ là bán hết số hàng tồn thôi chứ. Tưởng, lúc nào cũng tưởng. Cô coi thường tôi hả? Đó, bây giờ sáng mắt ra chưa? Anh Long, hay là anh qua anh thuê chú Sáu làm thợ chính luôn cho rồi. Chứ trông cậy giọng Tình Sến này có ngày dẹp lò luôn á. Mặc dù là tôi không có cái bà ham tiền, ham trai đẹp này, nhưng mà lần này bà nói đúng á. Thấy chưa? Bây giờ làm nhiều hàng chắc là phải có chú Sáu hoặc là ai đó tương đương chú Sáu làm thợ chính thì được. Vậy thì được rồi. Bây giờ tao với mày qua chú Sáu nói chuyện đi. Thôi mày đi với Ngân đi. Chú Sáu thương Ngân nhất luôn á. Dạ. Ê, ngừng tay đi. Đi với tôi. Đi đâu? Đi qua chú Sáu. Ê, anh Long, em đi nữa nha. Ê. Bà theo làm gì? Bà có thân thiết gì với chú Sáu đâu. Bà lo làm đi, còn quá trời công việc. Nè, không phải là tôi không muốn đi, nhưng mà tôi chỉ sợ chú Sáu không chịu làm công thôi à. Đó giờ chú làm chủ không mà. Tôi trả lương cao, mắc gì không chịu. Anh không biết gì hết á. Thì đi mới biết. Đi. Đi theo tôi. Lộc thì hay lắm vậy. Trời đất ơi, đi từ từ thôi. Rồi tôi đi trước coi. Anh nhỏ Long kia. Anh con nhỏ này. Nè, bà lo làm việc đi. Coi chừng tôi đủ việc bây giờ. Ông có biết mối quan hệ giữa tôi với anh Long là gì không? Còn khuya nha, có lo là lo cái thân của ông đi kìa. Tôi chào chú Sáu. Dạ thưa chú Sáu. Long hả? Mở cửa vô đi con. Cửa không có khóa. Dạ. Vô đây. Con thưa chú Sáu. Con. Long à, giấy tờ hôm trước thì chú Thiểm đi làm rồi. Đang chờ con. Chừng nào có chú Thiểm báo cho con biết. Dạ, không phải vụ giấy tờ đâu chú. Vậy hả? Chú Sáu, bây giờ lò của con á đang cần thợ chính. Chú Sáu có nhiều năm kinh nghiệm, hay là
chú qua lò của con phụ với tụi con nha chú. Dạ chú Sáu ơi, tuy con với anh Tình là thợ nhưng mà không có kinh nghiệm nhiều giống như chú đâu. Từ sáng giờ anh Tình ảnh pha đất nhưng mà sờ vào nó không có đạt đó chú. Chú giúp anh Long nha. Mấy thì... người bây giờ làm ăn phát đạt quá mà thiếu gì tiền, kiếm thợ nào mà chẳng được. Dạ con chào Tím Sáu. Tím Sáu, nhưng mà chú Sáu có kinh nghiệm nhiều, với lại lò cũng từng là của chú, cho nên tụi con mời chú là hợp lý mà thím. Cậu còn dám nhắc tới cái lò nữa hả? Mẹ con cậu lừa vợ chồng tôi. Nói gì? Để im cho tôi nói. Bây giờ còn giác mặt tới đây kêu ổng đi làm công hả? Ủa trời ơi, cái gì vậy Thím Sáu? Thím Sáu nói gì kỳ vậy? Mẹ con mua lò trả tiền đàng hoàng mà. Rõ ràng là cậu đã bắt được mối trước rồi mới tới mua cái lò, không cho vợ chồng tôi biết, dụ tôi bán cho mẹ con cậu cái giá quá rẻ mà. Thím Sáu ơi, nhưng mà mẹ con mua cái giá đó là cao hơn so với những người khác rồi. Mối này á là người ta tự tìm tới, chứ đâu phải là con vực của chú Thím đâu. Bây giờ không có nói nhiều, cái lò đã bán rồi, đợi giấy tờ xong á tôi sẽ đưa cho mẹ con các người. Còn kêu ổng đi làm hả? Đừng có mơ đi. Dạ Thím Sáu. Đi về mau đi, miễn tiếp. Đứa bà kìa Thím Sáu. Thôi hai đứa về đi con. Dạ thưa Thím Sáu, thưa chú Sáu, con về. Đi chú Sáu. Chú Sáu cứ suy nghĩ đi nha, nếu như có thay đổi gì á thì chú Sáu cứ gặp con nha. Đi mau lẹ lên đi. Đứa bà đi. Nói rồi mà tại sao từ từ con đi. Làm gì mà Thím Sáu đuổi tụi con như đuổi tà vậy? Đi đi. Ôi. Dạ thưa chú Sáu, con về. Con về ha. Không có thấy gì hết trơn. Còn ông nữa, nghĩ làm sao mà nó kêu ông làm công cho nó vậy hả? Hả? Thì vẫn không đạt. Có đất mà pha cũng không xong nữa. Tôi đang bực à, không có rảnh nghe với mấy người đâu. À, về rồi kìa, về rồi kìa. Anh Long. Sao rồi? Chú Sáu có chịu qua làm không? Không có chịu qua làm. Đã vậy còn bị Thím Sáu chửi te tát vô mặt nữa chứ. Thì đó, ngay từ đầu em đã nghi rồi. Chú Sáu dù sao cũng là chủ lò mà, bây giờ kêu chú đi làm công khó lắm. Cái mớ đất này nè, nhào tới nhào lui mà vẫn không đạt được. Có nhào là được rồi, nung là ra gớm thôi. Đem đi nung đại đi, cứ cầu toàn hoài rồi chừng nào mới xong. Nè sao mà được, độ nhót nè, độ cứng, màu sắc gớm nữa, tất cả đều phụ thuộc vào công đoạn pha đất này đó. Chứ bây giờ sao đây, không lo đem đi nung thì lấy hàng đâu mà giao kịp cho công ty của anh Quân. Ê mà không có chú Sáu á, kiếm chú Bảy, chú Tám, chú Chín, chú Mười đi. Đây là làng gốm mà, thiếu gì chú. Hay đúng đó. Không ê, cái này em thấy con Quyên nói cũng đúng á. Hay là em đi qua em kiếm chú Bảy xăm cho, không biết là hôm nay chú có ra ruộng không nữa. Em cứ đi kiếm thử đi, chứ giờ đất mà không được đâu có làm gì được đâu. Dạ đúng rồi đó. Đi thôi. Nè sao rồi con? Ủa chú Sáu. Chú Sáu chịu qua làm chú Sáu hả? Vậy thì hay quá. Chú nghe nói đất bị gì à, chú qua chú coi giùm tụi con thôi. Chú coi giùm con đi chú. Con pha gọi mà nó vẫn không đạt. Là tại vì cái lượng cát không đủ, con phải thêm cát rồi nhào lại mới được. Thôi được rồi, để chú chỉ con cái công thức pha. Dạ. Nghe không? Nè rồi, con coi thử coi. Dạ. Thử đi con. Ui. Được rồi nè. Công nhận chú Sáu đúng là cao. Cao thủ chứ gì. Vậy bây giờ em với Quyên chuyển đất ra in nha. Anh Tình, anh tiếp tục làm đất này nha. Thôi chú đi về nghe. Chú Sáu. Con thiệt lòng muốn mời chú tới làm lại lò gốm của con đó. Còn lương bổng của chú muốn bao nhiêu á, con cũng sẽ đáp ứng cho chú hết. Nhưng mà chú đã nói là chú không làm nữa rồi. Ở vùng này thợ giỏi cũng nhiều. Thôi thì con cứ mời người ta làm nghe. Thôi chú về ha.
Dạ, cảm ơn chú Sáu. Dạ, cảm ơn chú. Nè, bây giờ là in xong rồi bỏ vô nung được chưa? Nghĩ sao vậy? Còn phải su rồi phải phơi nắng mấy ngày nữa. Bây giờ chắc phải mướn thêm hai chục thợ giống như là... Giống như ông chứ gì? Ừ, thì bây giờ mày đi mướn đi. Mướn thầy thợ về làm sao, miễn là làm ra hàng cho tao là được rồi. Đừng có lo gì vụ tiền bạc gì hết trơn nghe chưa? Thì vậy được rồi. Một lát nữa đi làm về tôi đi kêu cho. Đi nhanh giùm tao một cái. Tôi lên văn phòng một cái. Ê cái gì? Nhìn cái gì? Tôi lên văn phòng để điện thoại cho ông Quân xem khi nào là ông chuyển tiền xuống. Có chơi game đâu mà nhìn. Tránh ra. Là ông vô trách nhiệm không bằng. Giờ tôi về tắm có mới qua. Ừ, Ngân hả con? Dạ. Gì? Tối lắm rồi, ba đừng có nhậu nữa. Ba về với mẹ đi ba. Mẹ đợi ba ở nhà kìa. Đi chỗ khác. Chừng nào tao về, kệ tao. Đi chỗ khác, đừng có lải nhải, tao sáng bọc tay bây giờ. Nghe chưa? Mày đi chưa? Đi! Con kêu ba về hả? Kệ ông đi. Kêu làm gì? Con biết mà. Con kêu hồi nào giờ ba đâu có chịu về đâu Tám. Dì Tám, hôm qua con mới lãnh tiền đang lát. Tám coi lại giùm con ba thiếu nhiêu tiền, Tám tính cho con nha. Ta nói à, cũng bộn hà. Gần 500 ngàn rồi đó. Mà cái thằng quỷ tình á, mắc cười lắm. Nó nói con là bạn của nó, nên nó ngại, nó không qua nhà nó đòi. Nó để vô một cục giờ trả một lần ngán không. Thiệt tình à. Ừ, con đứng đó chờ đi. Tám đi cộng sổ coi rồi Tám nói. Dạ, ta tính giùm con nha. Đây nè, để coi. Hai dịp 475 ngàn. Tám cho con gửi nha. Để Tám thối cho. Nè, 480 nè. Dạ. 500. Dạ, rồi. Cảm ơn Tám. Ờ, Tám nghe thằng Tình nói là con vô lò gốm làm rồi hả? Dạ đúng rồi Tám. Vậy là vừa làm gốm, vừa giúp việc luôn đó hả? Dạ. Cái bà Tư Xuân này bà bóc lột ghê á. Không có đâu Tám, dì Tư cũng tốt với con lắm. Dì Tư kêu con á là làm hết việc nhà, rồi qua làm lò gốm sẽ giảm số nợ cho con còn có 1 năm à. Con thấy cũng không cực lắm. Chỉ có chịu khó thức khuya hơn chút thôi à. Ba mẹ mày đúng là có phước á. Con cũng ráng đi làm để trả xong nợ cho dì Tư, rồi còn kiếm tiền cho mẹ con mổ tim nữa. Ôi trời, vậy đó hả? Dạ. Ủa, con thấy anh Tình vậy gì? Hôm nay anh không ra phụ gì hả? À, nó đi kêu công thợ gì đó. Mà cái thằng này cũng lạ lắm nha. Không có phải lò của mình, mà nó nhiệt tình thấy ớn vậy đó. Ảnh ở đó giờ gì biết mà, tính anh Tình vậy không á. Coi bộ công thợ chắc kêu được. Còn có điều thợ chính bây giờ hơi bị khó tìm đó gì. Thì đó, dì cũng nghe thằng Tình nó nói, kêu ông Sáu Tân ổng làm mà ổng có chịu làm đâu. Mà cũng đúng thôi, ổng là chủ lò, tự nhiên giờ kêu ổng đi làm công sao ổng chịu, đúng không? Dạ. Trời ơi, thấy chán không? Dì Tám, con về nha. Mà con xin Tám này nè. Tính gì? Tám coi tiền mà ba con thiếu á, Tám cho con nợ lâu lâu một chút nha. Trời ơi, tưởng cái gì? Tại con phải giao lát xong mới có tiền trả Tám được. Ừ, được rồi, không có sao đâu. Hen, con yên tâm. Con cảm ơn Tám. Ừ, con về đi. Rồi, ông tỉnh dậy tự ông về. Ông về sao, hen. Ừ, cho dì gửi lời thăm mẹ con nghe. Dạ. Ừ. Kệ ổng, đừng có kêu. Ba. Gì đó? Ba đừng có nhậu nữa ba, khuya lắm rồi, có hại sức khỏe lắm. Mày làm nhảm hoài, mày đi về đi. Tao nói mày về đi. Ba về với mẹ đi, ba đừng có nhậu nữa. Mày đi chứ? Dạ, ba. Tao nói mày đi chứ? Con quỷ cái. Đi nè. Thôi về đi con. Đi. Đi đi.
về đi. Đi. Thứ nhỏ này về. Ừ. Thứ gì? Lì như cháu. Vô đi con, cửa không có khóa. Đi vô đi. Ngồi đây con. Dạ. Có gì không vậy? Dạ thưa chú Sáu, con mới qua. Rồi ngồi đây. Sao tối rồi chú không vô nhà nghỉ đi, ngồi đây một mình vậy? Bỏ với mấy đứa nhỏ ở trong nhà coi phim. Chú rồi chú không thích coi nên chú ra đây cho nó mát vậy mà. Chú Sáu, bộ hôm nay chú có chuyện gì buồn hả? Có gì đâu con. Thật ra chuyện trong lò gốm á, con rất muốn chú về giúp cho tụi con. Nhưng mà con cũng hiểu được lý do mà chú không về. Nhưng mà con nghĩ chú Sáu mà bỏ nghề gốm thì uổng lắm đó chú. Chú thì không muốn bỏ nghề gốm, mà chú cũng không ngại chuyện làm công gì đâu. Tốt nhất á là được sống với nghề. Mà thiệt tình thì chú chỉ ngại thiếm sáu con thôi. Chú mà đi làm công á, thế nào bà cũng không cho. Ông ơi. Vậy ta nói. Dạ con thưa thiếm. Xích qua. Nhỏ kia. Lại tới năn nỉ ông nữa chứ gì. Bà. Ngày xưa chú thiếm có bạc đãi mày đâu, sao bây giờ mày lại về phe của bà Tư Xuân, nịnh bợ mẹ con bả. Dạ thím. Sao bà nói vậy? Bộ tôi nói không đúng sao? Hồi sáng nghe ông rõ sao, bây giờ còn đến kiếm ổng. Dạ không phải đâu thím. Tại nãy con về thăm ba mẹ con, đi ngang thấy chú Sáu ngồi con mình à, nên con vô đây nói chuyện chơi với chú thôi à. Thiệt tình, hai chú cháu tôi nói chuyện chơi thôi mà. Ông đừng có xạo. Ông với nó có chuyện gì nói ngoài cái chuyện lò gốm? Đi vô nhà với tôi đi. Từ đó bà dạ, sao? Thưa chú thím, con xin phép con về. Đi ra nhớ đóng cửa đó nghe. Bà sao lúc nào cũng ào. Tội nghiệp con nhỏ chứ. Bây giờ á, ai mà dính tới mẹ con của bà Tu Xuân á là tôi ghét hết. Kìa. Đi vô nhà. Tiền công ty trên đó chuyển xuống, nội mua đất mua trấu là hết trơn rồi. Thì đợt hàng kế á, mình lấy tiền tiếp mà mẹ. Mẹ lo gì? Hợp đồng mình đã ký đàng hoàng rồi mà. Con Ngân nó nói á, mình nên tìm thêm mối khác để phòng hợ, chứ không nên trông chờ vào công ty của cậu Quân. Nè, nó nói đúng đó con. Ráng tìm thêm vài mối nữa đi con. Con Ngân, sao tối ngày mẹ cứ nghe lời con Ngân hoài vậy? Bộ mẹ tưởng tìm mối khác dễ lắm hả? Mẹ không thấy mấy lò gốm khác hả? Đóng cửa hết trơn rồi đó. Ý, con không ở trên Sài Gòn mà. Con có bạn bè quen biết làm ở trển á, kêu người ta giới thiệu thêm mấy công ty giống như cậu Quân vậy đi. Hen. Mẹ có biết con đang làm không? Con đang lập trang web cho công ty. Con đang tập trung làm cho nó xong á, rồi con mới tính tiếp. Bây giờ con tập trung đợt hàng này cho anh Quân trước đã. Mẹ đừng có than nữa, con nói không có sao đâu mà. Mẹ bình tĩnh đi. Làm măng là phải từ từ. Dạ thưa gì tôi con mới về. Về rồi đó hả? Chả hiểu luôn đó. Giúp việc gì đâu mà tối ngày trốn đi chơi không à. Mỗi lần mà có chuyện gì kêu réo là không bao giờ thấy mặt hết trơn á. Mẹ cho nó về thăm mẹ nó đó. Người ta làm xong việc nhà hết trơn rồi. Mẹ sao thấy mẹ tối ngày mẹ binh nó hoài á. Mẹ binh vậy nó lừng mặt đó. Nè anh Long, anh Tình sao rồi? Có kiếm được thợ chính chưa vậy? Chưa. Chú bị xâm bệnh quá cho nên là nhà không có cho đi làm gốm. Tình nó nói á là để nó tranh thủ đi kiếm vài người nữa cho tôi. Nè, thật ra chú Sáu Tân không phải là không muốn làm cho mình đâu. Chẳng qua chú đang ngại thím Sáu đó. Ừ? Thấy chưa? Sợ,
cái bà Sáu Tân đó chanh chua có tiếng luôn. Đó giờ ông Sáu Tân ông sợ bà lắm, không dám cãi một lời. Con biết không, hồi chiều này nè, mẹ nghe vài người nói bà đi riêu ra khắp nơi nói hai mẹ con mình nè lừa mua cái lò gốm của bà. Coi có chịu nói không, đúng là quân ghen ăn tức ở mà. Hên á, mẹ đã làm giấy tờ đàng hoàng, còn nếu không á bà dám đòi là cái lò của bà lắm. Thôi kệ bà đi mẹ ơi, miễn vợ cái lò thuộc về của mình là được rồi. Con đi ngủ đây, cả ngày nay á con đi cả buổi rồi, con mệt chết rồi. Nè nè nè, sáng lo dậy sớm đó nghe chưa. Con sẽ cố gắng. Cái gì cố gắng? Phải dậy sớm chứ không có cố gắng, không dậy sớm tôi trừ lương đó. Tối ngày mẹ cứ nghe con nhỏ bình hoạn, biến thái tâm lý bình hoạn. Bây giờ đi ngủ chưa hay đang lát? Dạ thưa dì Thương, chắc là con đang một chút rồi con mới ngủ. Bây giờ tôi đi ngủ trước, nhớ tắt đèn, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận đó. Dạ con biết rồi dì. Nè, bà sợ đau đau cái chậu hả? Bà làm chậm ghi vậy biết bao giờ mới xong? Làm nhanh cho nó hư cái chậu hả? Không có biết cách làm gì hết mà còn cãi nữa. Làm gì nè? Sao? Đó, thấy chưa? Vừa nhanh vừa chuẩn. Ông là thợ làm nghề, tất nhiên là đơn giản với ông rồi. Nè, nè, đi làm gì nè? Đó. Tính lợi dụng nắm tay tôi hả? Nè, ai mà thèm. Tôi đang hướng dẫn cho bà làm thôi. Nghĩ sao tôi lợi dụng bà? Ông đừng có làm bộ. Người đẹp như tôi á, ai mà không mê. Tôi á. Sao? Chỉ có mê gốm già, Bolego thôi nha. Cả bà bích cửa. Cái gì? Ông nè, hai người kia làm gì mới sáng sớm mà cãi nhau sùm vậy? Cái bà này nè, bà ảo tưởng sức mạnh. Thằng Long tới chưa Ngân? Chưa, sáng nay em kêu ông ngoài, ông không chịu dậy gì hết. Ảnh là chủ lò, không tới cũng được, có sao đâu trời. Không phải, chủ thì chủ, phải tới đây để biết chuyện của lò chứ. Bữa nay mà ổng hả, vô nằm ngủ nữa, tao mét mẹ ổng cho coi. Ê, ổng làm gì kệ ổng. Mày làm gì mà quan tâm ổng dữ vậy? Nè, đừng có nói với tao là mày mê ổng nha. Ê, không có, không có. Dạ. Tự nhiên đưa cái mặt vô chi vậy? Xin lỗi anh nha, đã nói không có là không có mà. Mày khùng hả, nói chuyện tùm lum mà. Tao chỉ coi chừng giùm mẹ ổng thôi. Thích ổng hồi nào? Phải không? Anh Long á, vừa đẹp trai nè, nhà giàu nữa. Mày suốt ngày gặp gỡ ổng, không lẽ mày không động lòng? Thôi đi, có mày á, có mày mới khoái ổng á. Ổng không phải mẫu người tao thích đâu. Đúng rồi đó, Ngân nó có gì đó. Cái phẩm gì á, nó cao lắm. Chơi đâu có giống như bà. Bởi vậy phẩm vị cao mới chơi được với hàng cực phẩm giống như ông vậy đó. Thôi làm ơn đi, mới sáng sớm mà cãi lộn hoài à. Anh Tình, cái vụ nhân công sao rồi? Công thợ anh kêu đủ hết rồi. Toàn là mấy người làm lò gốm lò gạch có kinh nghiệm đầy mình. Còn thợ chính thì cũng có vài người. Mà anh thấy á, không có ai bằng được chú Sáu mình hết. Nói vậy cũng nói được. Chú Sáu, ổng hai mươi mấy năm kinh nghiệm, từ cái thời mới bắt đầu làm gốm. Nguyên cái vùng này ai bì được ổng đâu. Quả mai á, có ba con Ngân với lại chú Bảy Sâm thôi. Anh tính đi tính lại, thấy chú Sáu là hợp nhất. Tụi mình á, hồi đó giờ làm quen với chú Sáu rồi. Em thì cũng thấy như vậy, nhưng mà vấn đề là ở chỗ Tiếm Sáu thôi. Chứ em thấy chú Sáu cũng muốn làm gớm lắm. Thôi để một lát ông Long vô, em kêu ổng qua gặp Tiếm Sáu lần nữa coi sao. Trời ơi, Tiếm Sáu, bà giữ thấy mồ luôn.
Bà không chịu thì thôi đi, kiếm đại một người khác yếu yếu một chút cũng được, có sao đâu. Bà hay quá. Bây giờ người ta đông quá trời lò luôn. Nếu mà không muốn người cứng tài nghệ thì coi như là tiêu luôn. Chứ ở đó mà tuyển kịch đại người. Ông làm cái gì mà từ hôm qua tới hôm nay ông cứ im im hoài vậy? Có gì đâu, bà lo chuẩn bị đi. Sáng mai à, chắc tụi anh Út nó qua đây để lo xây chuồng sớm á. Tôi đã mua sẵn trà, bánh, thuốc lá rồi. Mà có phải ông buồn chuyện lò gốm không? Ôi, làm gốm cũng đã hơn 20 năm rồi. Rồi bây giờ không hửi được cái mùi trấu mùi gốm nữa, cũng buồn chứ bà. Bây giờ lò bán rồi, ông có muốn quay lại làm gốm á thì chỉ có nước đi làm công cho người ta thôi. Làm công hay làm chủ gì thì nó cũng vậy thôi. Hồi xưa tôi đã có tiếng là chủ lò, rồi tôi cũng kiêm luôn thợ chính mà. Vậy ý ông lại muốn qua lò của thằng Long làm chứ gì? Thiệt tình á thì tụi thằng Tình với con Ngân á nó có năng khiếu nhưng mà còn thiếu kinh nghiệm dữ lắm. Mà thằng Long á thì nó không biết gì. Bây giờ thì phải đốt một lúc mấy lò, nên là tôi cũng lo cho tụi nó, sợ là không đạt yêu cầu. Cái thằng Long á nó lừa gạt mình mà ông còn lại đi lo cho nó, sao ông rảnh quá à? Tính ra tụi nó đâu có lừa được của mình gì đâu, mà mình bán lò cũng được giá mà. Còn cái mối xuất khẩu là do nó kiếm mà, nó đâu có cướp của mình gì đâu. Tôi hết nói nổi ông rồi. Nói tới nói lui á, ông cũng đi binh cho người ngoài. Ông coi nhà đó, để tôi qua chị Tám coi đàn heo của chị được không? Nè, đi vô đây. Có chắc là chú Sáu đồng ý không? Nếu như mà không đồng ý thì kiếm người khác, nhưng mà phải năn nỉ chứ. Ê, nói nghe nè, tôi nghe thiên hạ đồn á, ngoài chú Sáu làm gốm giỏi ra, hình như ba cô cũng làm gốm giỏi đó. Hay là kêu ba cô qua là gốm tôi làm việc đi. Khùng hả, tự nhiên phải kêu tới ba tôi vậy? Anh có giỏi thì tới kêu đi. Ba tôi mỗi lần mà nhắc tới làm gốm á là ba tôi giận dữ lên liền á. Hồi đó ba tôi còn không muốn cho tôi đi làm gốm nữa kìa. Chẳng qua là lúc đó tôi không tìm được việc làm, chỉ có mỗi một mình chú Sáu thân là chịu nhận tôi thôi. Ba tôi chẳng qua là cần tiền uống rượu, lúc đó mới cho tôi làm á. Vậy hả? Mà nói thiệt nha, tôi cũng không có tin ba cô làm gốm giỏi đâu. Nhìn tướng ổng hả? Y như cha bộn nhậu vậy đó. Không có một cái tướng gì gọi là nghệ nhân hết á. Nè, anh thôi đi nha, anh đừng có vô duyên nha. Ba tôi làm sao mắc mới gì tới anh mà anh nói chứ. Làm dữ vậy? Tôi nói cho anh biết nha, ba tôi là một trong những thợ giỏi nhất của cái vùng này đó. Ba tôi chính là người chỉ cho chú Sáu Tân làm gốm đó. Cái lò gốm của anh á là do một tay của ba tôi gây dựng nên á. Thiệt á hả? Chứng minh coi. Đó là sự thật, cái làng này ai cũng biết hết á. Tin hay không tùy anh, mắc mới gì tôi phải chứng minh. Tiếm Sáu kìa. Dạ thưa Tiếm Sáu. Dạ chào Tiếm Sáu. Tính đến đây năn nỉ ổng qua làm phụ lò cho mấy người hả? Ừ, dạ. Miễn đi nha. Dạ thưa Tiếm Sáu, thật sự chú Sáu cũng muốn làm lò gốm giúp tụi con lắm. Nhưng mà thật ra là sợ Tiếm buồn. Tiếm cho chú Sáu. Tại tính ổng dễ dãi. Chứ mấy người nghĩ làm sao? Ổng đường đường là một ông chủ lò mà bây giờ đi làm công cho cái lò của mình hả? Người ta biết được á, người ta cười thúi luôn. Lại đi làm cho mấy cái người mà lừa đảo nữa chứ. Ê, nè, Thiếp thiệt tình luôn á nha. Huyện mua vừa bán, mẹ con đâu có lừa đảo gì với chú Thiếp đâu. Mà tối ngày cứ nói mẹ con lừa đảo không là làm sao. Con mời chú Sáu để làm thợ chính chứ bộ. Chú Sáu là một thợ gốm giỏi, mà Thiếp cho chú ở nhà nuôi heo. Trời ơi, ủa một nhân tài. À nè, chưa nói đâu, lỡ như mà vô cái dịch gọi là heo tai xanh có phải mình mất trắng không? Cái thằng quỷ, mày trù ẻo tao hả? Dạ không có cái đâu Thiếm. Cái đó không phải là trù ẻo, mà con chỉ thí dụ thôi à. Dạ không có đâu, anh nói giỡn á Thiếm. Con nói Thiếm nghe nè, Thiếm cho chú tới lò của con làm việc có phải tiện hơn không? Không cần phải bỏ vốn liếng nè, mà mỗi tháng được lãnh lương đều đặn nữa. Muốn gì nữa? Thiếm nói con nghe đi, chú muốn đòi lương bao nhiêu? Nói để được con trả. 10 triệu. Trả nổi không mà bày đặt. 10 triệu hả? 10 triệu cao lắm đó Thiếm. Không trả nổi á thì im đi, đừng có tới nhà tôi mà nói tới nói lui hoài à. Khoan đã. 10 triệu thì 10 triệu, tiền đối với con không thành vấn đề. Vậy thì ngày mai á Thiếm cho chú Sáu qua lò con làm việc. Ok.
Mình lớn rồi, mình nói ra mình phải giữ lời đó nha. 10 triệu. Vậy là xong. Đi về. Ê, sao anh biết là xong? Tiếng sáu đâu có trả lời là chắc hay không. Trời ơi là trời, 10 triệu là số tiền lớn chứ đâu phải nhỏ đâu. Im đặng tức là đồng ý, biết chưa? Đi về. Còn đúng dư tiền thiệt. Nghĩ sao? Bỏ 10 triệu ra mướn ông Tân, đã vậy cho ứng thêm 50 triệu nữa. Cái này á là mình dùng tiền để kéo người giỏi. Một chiến thuật trong nhân sự đó mẹ à. Đừng nghĩ tới số tiền lương mà mình bỏ ra cho họ, mà mình hãy nhìn vào cái thành quả mà họ làm ra cho mình. Có khi á còn nhiều hơn cái số tiền mà mình bỏ ra đó. Mình đứng như vậy, họ không có tiền trả nổi, đương nhiên là họ phải làm cho mình dài dài rồi. Hay quá ha. Mới lấy tiền đợt hàng vừa rồi, còn lâu mới thu hồi lại vốn được. Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ phát triển loại gốm của mình đó, lớn nhất ở cái làng này, nổi tiếng nhất cả nước luôn. Thỏa mãn lòng chưa? Nói được thì làm được nha. Đương nhiên rồi. Tới giờ coi phim của bà rồi, sao bà không chịu coi đi? Nè ông, nếu vô lò gốm của thằng Long làm á, ông thấy có quê không? Quê gì mà quê. Tôi nói thiệt á, thằng Long nó giữ được cái lò gốm á là tôi còn mừng cho nó nữa. Một cái nghề truyền thống bao nhiêu năm rồi, tôi không muốn là cái lò gốm bị lụi tàn, bỏ hoang như bây giờ. Vậy thì ngày mai á, ông vô lò gốm của thằng Long làm đi. Bà cho tôi đi làm thiệt hả? Sao tự nhiên bà thay đổi vậy? Thì ông cũng thích mà. Chứ ở nhà nuôi heo á, tôi thấy ông buồn phiền hoài à. Nó nói là nó sẽ trả cho ông 10 triệu một tháng đó. 10 triệu một tháng? Sao cao dữ vậy? Lúc đầu á, tụi nó cứ năn nỉ hoài à. Tôi bực mình nên tôi nói vậy cho tụi nó bỏ. Ai dè đâu thằng Long nó chịu luôn. Bà, 10 triệu một tháng chứ đâu phải ít. Heo ở nhà có tôi với Sắp nhỏ lo được rồi. Kệ, làm kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu để dành tiền dưỡng già. Nhưng mà lấy giá đó có nhiều quá không? Kỳ cái gì? Nó mua cái lò gốm của mình á là nó lời thấy mồ luôn rồi. Là do nó tự nguyện trả giá đó chứ tôi đâu có ép buộc nó đâu. Giá đó đó tôi mới ép bụng để cho ông đi làm. Ngày mai á, nó mà suy nghĩ lại hạ xuống á là ông về liền cho tôi nha. Trời ơi. Thôi tôi vô coi phim á. Mai mẹ đi rồi, ở nhà cửa nẻo nhớ cẩn thận đó nghe chưa. Dạ con biết rồi mẹ. Dạ dì Tư. Dì Tư đi Kiên Giang chừng nào mới về vậy? Một tuần. Ở dưới hết 3 ngày dạ. Rồi lâu quá rồi tôi mới về dưới. Ở thêm vài ngày đi thăm bà con. Ở nhà lo công chuyện nè, rồi ra lò gốm phụ với thằng Long. Lò gốm có gì á điện về cho tôi. Dạ. Ủa gì kỳ vậy mẹ? Lò gốm có chuyện gì á thì con phải điện cho mẹ chứ, sao mày kêu nó? Mẹ phòng hờ con quậy phá đó. Chán dễ sợ luôn à. Không lúc nào mẹ tin tưởng con hết lần sao? Cũng tại con chứ tại ai. Làm gì mà suốt ngày á bỏ lò về ngủ, lớp nào chơi game nữa, hỏi sao mẹ tin con nổi. Con Ngân sẽ theo dõi con sát cánh ha. Rồi điện về báo cho mẹ. Con mà trốn chơi game á mẹ trừ luôn. Canh nó cho kỹ nghe chưa? Dạ. Ngộ biến thái bệnh hoạn, tâm lý tật nguyền. Được đó, chờ đó đi. Chúc mừng chú Sáu đã trở lại lò của chúng ta. Kể từ hôm nay, chú Sáu sẽ là người trực tiếp quản lý và điều hành mọi người ở cái lò này. Chú à, chú cứ điều động mọi người làm những công việc mà y như chú quản lý cái lò cũ vậy đó. Còn về vấn đề tiền bạc thì chú có nói chuyện riêng với con. Chú biết rồi. Yên tâm. Có chú Sáu về lò là mình yên tâm bằng việc rồi. Thì ở đây cũng có một số anh em đã làm với cái lò cũ của chú, cho nên là mọi người cứ làm công việc cũ của mình. Còn mấy anh em mới á thì chú sẽ thử tay nghề rồi chú sẽ đưa vào khâu thích hợp. Dạ. Chú, cái bà này nè chú,
không có khâu nào bà làm được hết trơn. Cho vô khâu làm đất bà không chịu, chú xử lý đi. Ê, tôi xu cũng được lắm chứ bộ. Bà xu mà con Ngân nó phải xu lại. Nè, cái này là anh Long thuê tôi nha. Anh Long, em không có làm đất đâu á. Ờ, thôi, được rồi, chỗ quen biết không à. Chú sao? Chú coi coi có cái khâu nào thích hợp để cho ông Nguyên làm không chú? Chú thấy có khâu này thích hợp với Nguyên lắm á. Dạ, gì chú? Vậy chú sao? Tức là để gớm đi phơi á. Tụi gì? Thì con cứ xu đi, rồi từ từ sẽ quen tay. Quan trọng là chịu học hỏi á con. Dạ. Chú sao? Bà vô đây là bà có ý đồ chứ học hỏi cái gì? Ê, im nha, tôi chưa có đụng gì tới ông á. Thôi, mọi người đi làm việc của mình đi. Dạ. Dạ chú. Dạ. Dạ, dạ. Chú Sáu à, chú coi lò nha, con đi công chuyện chút xíu. Được rồi. Dạ. Nè, anh tính đi đâu vậy? Bỏ trốn đi chơi game nữa hả? Game gì mà game? Tính điện thoại mát mẹ tôi hả? Rảnh quá hả? Biến thái bệnh hoạn, đi làm việc đi. Không đủ việc bây giờ. Đứng đó nhìn nữa. Làm việc nhanh lên. Nhiều chuyện. Tôi nghe nè chú. Chú cho tôi vài ngày nữa đi. Tôi có đợt bán, có tiền tôi trả chú liền. Tôi biết rồi, chú yên tâm đi. Minh, mày có tiền trả chiếc ghe tao chưa? Chưa. Bây giờ tôi không có một xu nữa. Để vài bữa nữa đi. Trời đất ơi, vài bữa của mày á, bữa nay là hơn một tháng rồi đó. Bây giờ mày có trả hay không mày nói đại một tiếng đi. Bây giờ tôi không trả đó. Cậu làm gì thì cậu làm đi. Vậy chừng nào có tiền nhớ trả cậu nghe con. Biết rồi. Đòi hoài hả? Gì dữ con. Minh à, chạy xe cẩn thận nha con. Ê ê, Minh chưa trả tiền nước mày. Thiếu đi, không có tiền. Đồ quỷ sứ. Thiếu có mấy ngàn tiền nước cũng quịch cho được à. Nó thiếu tôi có bao giờ nó trả đâu. Cháu của anh á, phá làng phá xóm không à. Bộ chị tưởng tôi sướng lắm hả? Nó thiếu tôi mười mấy triệu nó chưa trả nữa kìa. Mấy hôm trước tôi thấy nó có tiền lắm nha. Chắc là cờ bạc thua hết rồi chứ gì. Thằng quỷ sứ đó. Sao nó bỏ nó trốn đi xứ khác cho tôi nhờ á. Lại trời lại Phật cho nó thắng bài đi. Nó mà hết tiền hả? Nó tới nó mượn tôi hoài à. Vậy thì anh đừng có cho nó mượn. Chị nói hay quá à. Sao nó thiếu tiền nước vậy đó? Vậy ông đợi nó đi. Tất nhiên là không rồi. Nó vô côn như vậy, đòi để cho nó bún tôi chết hả? Thì đó, tôi cũng y như bà vậy đó. Sao tôi dám không cho nó mượn tiền? Tôi lúc này bèo muốn chết luôn á. Nuôi con Nhi 4-5 năm học đại học, đóng ghe, lúc có người đặt, lúc thì không. Thêm cái thằng ôn dịch này nữa, thiệt tức chết thiệt chứ. Cũng mệt thiệt đó nha. Mà nghe nói con Nhi con của anh á, nó mới thi tốt nghiệp phải không? Nó mới thi tốt nghiệp xong hôm qua. Điểm nó cao lắm bà ơi. Tôi nghi chắc là nó tốt nghiệp cái loại xuất sắc đó. Mai nó về nhà rồi bắt đầu đi xin việc. Mà tôi nghe Phong Banh đâu có vài cái công ty nước ngoài đó. Đó, ngỏ ý là muốn mời nó về làm việc đó. Giỏi dữ ha. Người ta tốt nghiệp á, thất nghiệp đóng luôn. Vậy mà nó chưa gì đã có công ty nước ngoài mời rồi. Chứ sao, con gái ba bảnh mà. Thôi, nói nhiều quá, sáng sớm nói nhiều quá. Tính tiền đi, tính cho mình luôn. Tính nhiêu đâu tôi trả. Nó thiếu ba bữa nay, với bữa nay nữa. Tổng cộng là 180. Cái gì? Thì nó thiếu hôm nay là 180. Thôi đi bà, tôi trả ly này thôi nè. Thì trả luôn cho nó đi, cháu anh mà. Lúc này tôi khổ lắm rồi. Mới sáng sớm mà, chưa có kịp ăn uống gì hết trơn. Chưa ăn sáng, chưa uống cà phê nữa. Mới sáng vô đây nè, đòi tiền nó không được. Rồi bây giờ phải trả tiền cà phê cho nó nữa. 10.000 là muốn chết ta rồi. Không dám đâu. Khổ quá à. Ba. Trời ơi là trời. Bộ mày tính với người hay gì mày? Ba ba khỏe không? Ủa mày hỏi sao giống học sinh tiểu học quá vậy? Tao không khỏe sao đứng đây? Sáng sớm gặp Toàn là gì đâu không? Ba ba lúc nào cũng lạnh nhạt với con hết trơn á.
Hôm trước con Nữa có cái vụ gãy tay nó hoài. Mày lấy cái gì đó mày đập đi, mày đập cho nó gãy tay đi. Đừng quê, đừng nhắc nữa. Con quên, tại con quen miệng chứ bộ. Ờ, bác ba, nghe nói là Nhi thi tốt nghiệp xong rồi hả bác ba? Chừng nào Nhi về với bác ba? Mày hỏi gì vậy? Đâu có liên quan gì tới mày đâu mày hỏi. Sao không liên quan tới con? Tại con chờ Nhi về á, để con dẫn Nhi đi tham quan lò gốm của con. Không nghe vui. Dạ? Tao nghe nói lò gốm của mày lúc này phát triển đắt khách, đắt hàng lắm đúng không? Dạ, nhiều lắm gì. Cảm ơn gì nhiều. Lò gốm của con á đang nung 4 lò lần đó gì. Chà, giỏi dữ bay. Trời ơi, thằng Long này mà lúc nào chả giỏi. Chỉ có bác ba là chê con vỗ ẹt thôi à. Đó chỉ là mới bước đầu thôi. Đừng có nổ con. Ê, mày nổ không có bằng cái xe tao nổ đâu. Mày nghe tiếng xe tao nổ nè. Bác ba yên tâm đi. Con sẽ cố gắng để xứng đáng làm con rể của bác ba. Rồi, thôi tránh ra đi. Mày muốn nghe nữa không? Thôi, đợi đi con. Đợi 80 năm nữa đi. Tạm biệt chim én mùa xuân nha. Bác ba, tao nghe nói ổng với con Nhi đâu có ưa mày đâu mà. Ủa mày tính cưới con Nhi hả? Được không? Trời ơi dì ơi, con quyết tâm rồi. Con quyết tâm là phải cưới được Nhi mà. Dì sắp tốt nghiệp rồi, cho nên bây giờ con phải tăng tốc lên. Ồ, hồi nãy tao nghe ông ba bảnh ổng nổ về con Nhi dữ lắm nha. Nghe đâu mai nó về đó con. Hả? Mai nó về. Ngày mai Nhi về hả? Ờ. Ngày mai Nhi về. Vậy thì thôi con đi về. Ngày mai Nhi về. Ngày mai Nhi về. Ngày mai Nhi về. Con về nha vậy. Ờ, về đi. Gì vậy? Anh Long. Chuyện gì? Hết giờ làm rồi đó. Hay là tối nay mình đi chơi nha. Thôi, đi chơi, lỡ gặp thằng Minh, nó tiêu đời anh sao? Anh này thiệt, phải vì tình yêu mà không sợ cường hào ác bá chứ. Đúng là vì tình yêu, anh có thể làm được tất cả. Huống hồ chi cái thằng Minh côn đồ đó. Chính xác. Vậy mình đi nha. Đi. Nhưng mà anh không có yêu em. Nếu mà về Nhi á, anh còn có thể chấp nhận hy sinh, hiểu không hả? Bà Nhi á, bà sỉ nhục anh như vậy mà anh còn mê bà nữa hả? Em ơi, Nhi sỉ nhục anh á là lúc anh còn ham chơi game, chưa có việc làm. Còn bây giờ là khác rồi. Anh đã là giám đốc của công ty lò gốm rồi. Ngày mai Nhi về á, anh sẽ dẫn Nhi đi tham quan cái lò gốm của anh. Chắc chắn Nhi sẽ có cách nhìn khác về anh. Chưa chắc đâu à. Ừ, để rồi xem. Ờ. Ê. Anh Long. Tụi tao xong hết rồi. Xong hết rồi hả? Bây giờ tụi tao về nghe. Chú Sáu cũng sắp người canh lò luôn rồi. Hay quá. Ê, mọi người cứ làm theo sự sắp xếp của chú Sáu nha. Ê, đứng đây chi nữa, tranh thủ về nhà nấu cơm ăn đi. Nè, có mình tôi với anh à. Bây giờ cũng trễ rồi, hay là muốn gì vậy ăn nha, ăn cơm tiệm cũng được. Không, tôi không thích ăn cơm tiệm, đi chợ đi. Bây giờ chợ hết đồ ăn tôi rồi. Nếu mà anh chịu, tôi mua đãi gì về tôi nấu được không vậy? Thôi, nấu nướng làm gì anh. Hay là mình mua vài món đi, mình về nhà anh Long mình nhậu đi, hả? Sẵn nay không có gì tới ở nhà luôn nè. Từ ngày khai trương tới giờ anh có đãi ai gì đâu. Tại vì hôm nay anh lu bu quá. Ê, cho nên là chưa có dẫn mọi người đi ăn uống gì hết. Thôi được rồi, hôm nay á anh sẽ mời hết anh em trong lò này á đi nhậu một bữa. Ủa Long, qua quán ủng hộ tám tao đi. Dễ sợ thì chứ sao. Thôi, kêu mọi người chuẩn bị đi, qua bên quán gì tám nhậu. Nhưng mà bây giờ mọi người về hết rồi, nhậu cũng phải báo trước cho người ta chuẩn bị chứ. Hay là bữa nay không mấy, bốn đứa mình nhậu là đủ rồi. Bốn đứa mình thôi hả? Bốn đứa mình thôi. Ờ, thôi cũng được. Ừ. Ờ, sẵn nhỏ này cũng chưa có đi chợ nấu cơm nè. Mình đi ra quán sân vườn nha. Ra quán sân vườn ồn ào lắm anh. Mà có khi gặp mấy ông bợm nhậu phiền phức lắm. Em với con Ngân đi mua đồ ăn về, tụi mình nhậu tại gia luôn. Dạ. À, thôi cũng được. Tên. Hả? Mày qua nhà tao nhậu nha. Ừ. Tao dọt tới liền. Nhưng mà tao ăn mồi là chính nghe. Yên tâm, tao cũng phá mồi. Ê, vậy thôi hai người về nhà trước đi. Em với con Ngân đi mua đồ ăn với lại mua bia luôn ha. Rồi hai đứa đi mua đồ ăn với bia đi. Nhưng mà gì? Đi lẹ đi, nhanh lên. Hết đồ ăn bây giờ. Tiễn.
tiền mới đi mua được chứ. Ủa, chứ phải tụi em tự bỏ tiền ra hả? Anh nói gì kỳ vậy, hôm nay anh đãi mà. Ờ ha. Anh quên. Giỡn kì. Rồi đi nè. Ê Ngân, chút nữa nhậu xong á, mày nhớ xin Long Long về nhà mẹ mày ngủ nha. Tao đã nói không được là không được mà. Trời ơi, nhỏ này tao nói từ hôm qua tới giờ rồi, đây là cơ hội của tao, mày hiểu không? Mẹ ông Long không có ở nhà, rồi tao sẽ chuốc cho ổng sai. Xong rồi lúc đó gạo nó thành cơm rồi, ổng đâu còn chớ được gì nữa. Mày làm vậy thiệt thòi cho mày lắm đó. Thiệt thòi cái gì không biết nữa. Thấy ổng suốt ngày có con Nhi không? Tao đâu có cơ hội đâu. Chỉ có cách này mới nhanh gọn lẹ được, đúng không? Nhưng mà mày không nghĩ rủi ổng không chịu trách nhiệm rồi mày tính sao đây? Trời ơi, đó là chuyện của tao. Chuyện của mày là mày cứ về nhà mẹ mày ngủ thôi, hiểu không? Mày phải giúp tao. Bây giờ mày có chịu không? Tao không biết nữa. Nhỏ này, tao có mình mày là bạn thân thôi đó. Mày làm sao làm để còn nhìn mặt nhau nữa đó. Tao không biết. Để tối nay nếu mà tao xin ổng cho tao về thì tao mới về. Còn không thôi tao phải ở lại coi nhà cho dì Tư chứ. Ờ, làm gì có giá lắm vậy. Thôi được rồi, mày cứ xin đi rồi tao nói vô cho. Thế nào ổng cũng cho mày về à. Yên tâm đi, quyết định vậy đi ha. Vô. Cạn nha. Vô. Chúc mừng anh Long ha. Cảm ơn Quyên nhiều. Vô. Vì lo gớm, vì tình bạn của chúng ta. Vô. 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 Ai không uống cạn là bị phạt đó nha. Cạn luôn hả? Ừ. Anh Long. Hả? Bữa nay anh cho tôi về nhà, tôi ngủ với mẹ tôi nha. Cái gì? Mẹ tôi mới đi, cô định trốn việc hả? Kìa, anh Long không cho tao về ngủ bên nhà kìa. Anh Long, anh cho nó về đi. Mẹ nó đang bệnh á. Với lại nhà giờ còn có hai người à. Nó ngủ lại cũng ngại nữa. Mất mớ gì ngại. Ai làm gì cô đâu mà cô ngại. Muốn về thì về đi. Nhưng mà sáng mai phải tới đây sớm để làm việc đó nghe chưa. Không có làm biến nghe. Biết rồi, sáng mai là tôi tới sớm. Thôi anh tình ở lại chơi nha. Em đi về trước. Bye bye. Nè. Hả? Tao đi về đó nha. Ừ, mày về đi. Về đi. Cẩn thận đó. À, về cẩn thận nha. Bye bye. Bye bye. Lon của mày tao uống luôn cho. Vô. 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 Uống đi hai anh. 100% nha. Vô vô. Quý, anh nói em mua vài lon uống cho vui thôi. Sao em mua quá trời quá đất vậy? Thì anh nói chuẩn bị nhậu với anh em lò gớm nên em mua luôn. Mua nhiều được giảm giá đó. Vậy hả? Ừ. Của mày nè. Ừ. Đợt này mày thương lượng giá tăng cao lên đi, chứ buôn bán kiểu này lợi ích quá. Giá đó là cao rồi, mày tăng lên nữa người ta mua chỗ khác bây giờ. Ô mày cờ bạc trái túi nữa rồi hả? Tháng này xui quá, thua mấy ngày liên tiếp luôn. Cũng hên là có mấy phi vụ này á, không mấy thì chắc không chết luôn. Tôi nhỏ kia, nhìn gì đó, bước ra coi. Ủa, em gái, em nhìn gì vậy? Có muốn xuống ghe chơi tụi anh không? Xuống đây em. Chắc là nó không biết gì đâu. Ê, tao thấy cũng còn sớm lắm, sợ tụi trẻ qua lại. Đợi khuya khuya rồi mình làm nha mày. Ừ. Vô nha, vô nha. Vô 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 nữa đi. Em vô. Ơi, thức trọn đêm nay, mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào. Nghẹn ngào cho lệ hoen mi, cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi. Mai đây xa cách phương trời, tình chia hai lối em có buồn không? Yêu em. Thôi, thôi được rồi, hay rồi. Công nhận, không phải nói chứ, giọng tình nó ngọt dễ sợ. Rồi vô. 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 Chúc mừng giọng ca hay ha. Đúng rồi, tao nghĩ là mày nên đi thi những cái gọi là chương trình tình bolero. Bảo đảm mày quán quân. Tao có đăng ký thi á chứ. Nhưng mà mới vô vòng phỏng vấn là
tao gớt rồi. Sao kỳ vậy? Tao thấy mày hát được mà. Người ta nói tao ca làm gì mà sao mà hát được. Trời đất ơi, thì mày phải nói là tôi bị ca lắm, nhưng mà tôi hát không bị ca lắm. Người ta không tin đâu. À, thôi uống đi, vô anh. Ủa hả? Cạn luôn nha. Vô. Quy, công nhận á, thằng Tình nó rất là hay nha. Nó nói cà lắm, chứ mà hát không bao giờ cà lắm hết. Ờ hả? Không phải nói chứ mày lạc hậu quá. Bây giờ người ta mê nhạc trẻ, nhạc hip hop, nhạc remix, chứ ai đâu mà thèm nghe nhạc sến như mày hát nữa đâu. Ba cái nhạc trẻ sao mà nó sâu lắng, sao xúc động bằng những cái bài tình ca của tôi chứ. Thôi uống đi, vô anh, vô. Đúng hả? Vô. Mừng cho giọng hát của người Tình. Rồi, mừng giọng hát vô. Nha. Hết nha. Em về hả Ly? Em xong việc rồi. Hôm nay em có hẹn với anh Khánh sao? Anh Khánh có hẹn với đối tác rồi anh. Ly nè, em không đi xe đúng không? Tại vì anh thấy em đi taxi tới công ty. Xe của em hư nên bỏ ở tiệm sửa rồi anh. Hay là để anh đưa em về nha. Không cần đâu. Em đi taxi về được rồi. Ly nè, em vẫn còn giận anh đúng không? Đâu có đâu. Đâu có gì đâu mà phải giận anh. Giờ này đang là giờ cao điểm, khó đón xe lắm. Anh tiện đường mà, để anh chở em về. Từ chối là em giận anh đó. Thôi được rồi, vậy phiền anh cho em quá gian nha. Mình đi. Ừ. Ly nè, em với anh Khánh sao rồi? Tụi em vẫn tốt. Còn anh? Hả? Anh với lại cô bạn gái dưới quê sao rồi? Anh sao vậy? Sao không trả lời em? Tại vì anh không biết trả lời sao. Mà thôi đi, đây là chuyện tình cảm của anh, đâu có dính dáng gì tới em đâu mà hỏi làm chi vậy. Anh nói cũng phải, chuyện tình cảm của anh thì liên quan gì tới em đâu. Chứ anh thấy á, anh Khánh thật lòng với em lắm đó. Em nghĩ chuyện tình cảm là chuyện riêng tư của em, cũng không liên quan gì tới anh hết. Một điều. Thôi, anh với em bỏ qua chuyện này đi, mà nói chuyện khác nha. Em ở nhà trọ một mình hả? Em ở có một mình. Lúc trước á, em ở chung với con nhỏ bạn, nhưng mà bây giờ nó đi lấy chồng rồi nên em chuyển chỗ này cũng được 2 tháng rồi. Ý anh tính hỏi chuyện này mà không biết có nên không. Anh nghe tụi thằng Lâm nói á, em là người thành phố, vậy sao nhà em muốn mở mà lại đi ở trọ? Mẹ em mất được mấy năm rồi, đây là căn nhà mẹ em mới mua sau khi chia tay với ba em. Em không muốn cho ai biết nên ai hỏi em cũng nói là nhà trọ cho xong. Nếu vậy anh với em đồng cảnh ngộ rồi. Mẹ anh cũng mất cách đây mấy năm. Ba anh thì mất hồi lúc anh còn nhỏ xíu à. Còn ba em có liên lạc với ba em không? Anh đừng nhắc tới ổng. Lâu lắm rồi em coi như là không có ba trên đời này. Anh xin lỗi Ly. Có gì đâu phải xin lỗi. Cái hẻm phía trước quẹo trái là nhà em rồi. Vừa quẹo trái hả? Dạ. Tới rồi anh, nhà có cổng màu đen á. Em cảm ơn anh nha. Có gì đâu mà. Ly nè, chỉ cần em đừng giận anh nữa là anh vui rồi. Anh nói thiệt nha, mấy hôm nay Ly giận anh á, anh cứ thấy khó chịu trong lòng sao? Thôi được rồi, em tha thứ cho anh á. Suy cho cùng thì chuyện tình cảm mà, không gượng ép được. Vậy mình vẫn là bạn tốt nha. Đương nhiên rồi.
Thôi em vô nha. Ừ, ngủ ngon. Bye bye. Lý, ông tới đây làm cái gì? Bà đến thăm con mà. Tôi đâu có liên quan gì tới ông đâu mà đến đây thăm. Lý à, tôi ở đâu làm gì không liên quan gì tới ông. Ông đi về đi. Lý, ông đi về đi. Tôi không có rảnh thời gian để tiếp ông đâu. Lý à, cô đừng như vậy mà. Lý ơi, bà muốn nói chuyện với con mà. Lý Dạ, con chào bác. Chào con. Con là bạn của Ly hả? Dạ, con với Ly là đồng nghiệp. Vậy hả? Vậy trong công việc, Ly nó có gặp khó khăn gì, con giúp đỡ cho Ly nha. Dạ. Thì thưa bác, chắc là bác với Ly có hiểu lầm. Con cũng biết nghe Ly nhắc về bác. Thật ra, Ly vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân của con. Nên con cũng muốn quan tâm đến Ly trong khả năng của mình. Trong gia đình của bác, bác chỉ có một mình nó thôi. Nhưng giữa bác với mẹ con Ly có chút hiểu lầm. Sau cái chết của mẹ nó vẫn còn trách bác. Bác cũng không mong gì nó tha thứ, chỉ muốn nó chấp nhận sự quan tâm của bác thôi. Nhưng mà nó... hay là con lưu số điện thoại của bác, nếu con Ly nó có việc gì cần, con cứ liên hệ với bác. Dạ. Vậy bác... Dạ đây, bác cho con xin số nha. Cảm ơn chị Năm nhiều nha. Có gì đâu, chị thấy đỡ chưa? Em thấy chị xanh lắm đó. Chị nằm nghỉ đi. Chị kệ ổng đi, ổng muốn về chừng nào thì về, hơi đâu mà chờ. Dạ. Dạ, chị Năm mới qua. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ cảm lạnh chút thôi, chắc bị trúng gió. Dì Năm qua chơi mới tạo gió về mẹ rồi. Vậy hả mẹ? Ủa, hôm nay dì Tư xuân cho con về chơi hả? Dạ, dì Tư về Kiên Giang rồi. Tối nay con về ngủ với mẹ con. Vậy có gì con coi chừng mẹ con nha hôn. Dì mới tạo gió cho mẹ con xong rồi. Dạ, con cảm ơn dì Năm nha. Cảm ơn chị Năm. Ơn nghĩa gì, tôi về nha. Alo, gì đó Quyên? Mẹ, hôm nay con đi tiệc, ngủ với nhà bạn. Sáng mai con mới về nha mẹ. Bạn nào? Thì con Hương đó, ở bên Long Hồ nè. Hương nào? Mẹ khỏi chờ cửa con. Quyên, ha. Quyên, cái con nhỏ này thiệt tình. Có chuyện gì vậy chị Năm? Con Quyên nó nói nó ngủ nhà bạn của nó. Con Hương nào ở bên Long Hồ á, hồi nào tới giờ nó chỉ chơi trong xóm với con Ngân thôi. Có nghe con Hương nào đâu? Ngân, con có biết con Hương là con nào không? Con biết không con? Con biết chuyện gì phải không? Dạ. Nói cho dì nghe coi. Con Quyên á, nó lớn đầu vậy mà nó suy nghĩ dại dột lắm con. Biết chuyện gì thì nói cho dì Năm nghe. Dạ thưa dì Năm, thật sự con không muốn giấu gì nữa. Thiệt ra con Quyên nó đang bên nhà anh Long. Cái gì? Anh này, có gì mà ngại chứ. Bây giờ em đã là bạn gái anh rồi, còn gì mà phải ngại nữa. Nhưng mà em cũng chỉ mới nhận lời làm bạn gái anh thôi mà. Anh này thiệt tình. Vậy thì mai mốt em cho phép thì anh mới dám hung nha. Thôi em vô nhà nhé. Em vô nhà đi. Bye anh. Mấy giờ mình đi vậy? Tôi nôn quá à. Mai hai đứa mình đi taxi ra bến xe nha. Đi xe buýt đó chậm lắm. Cũng gần mà. Tôi xin lỗi bà nha.
Hay là dịp khác tôi dẫn mày về bù ha. Cái gì vậy? Mai không về hả? Có về, nhưng mà tôi đi với anh Khánh. Chê tôi kỳ đà, nên bây giờ á, để tôi ở nhà chứ gì. Không phải đâu, tại vì hồi nãy á, tôi mới nhận lời làm bạn gái của ảnh rồi. Tôi muốn ảnh thấy á, tôi nghiêm túc trong chuyện tình cảm này, cho nên tôi dẫn về ra mắt ba tôi luôn. Thôi đừng giận mà, để lần sau á tôi dẫn bà đi bù nha. Sao? Nếu vậy thì bà phải đền bù bằng mấy cái bữa năm rồi đi. Có thêm gì nữa thì càng tốt. Nè nè nè, mai mốt á bà cưới được ông Khánh thì phải trả công cho tôi hậu hỷ đó nha. Biết rồi, bà khỏi phải lo. Nè, bộ bà tính cưới ông Khánh thiệt á hả? Tất nhiên, công ty nhà ảnh rất là lớn. Tôi nghe nói là cậu của ảnh không có con cái gì hết, chỉ có mình ảnh thôi à. Nhưng mà người như anh Khánh á, cặp bồ thì dễ, nhưng mà cưới thì khó lắm á. Chưa chắc ổng chịu cưới bà đâu. Tôi thừa biết á, ảnh quen tôi chỉ để chơi bời thôi. Có thể ảnh còn đang quen vài con nữa song song với tôi. Tôi biết hết, nhưng mà làm vợ á thì phải coi ai cao tay hơn. Không ngờ bà nhiều chiêu quá ha. Vô đi, vô. Cạn hết luôn nha. Vô đi. Anh Tình. Mà về đi, về. Tối rồi, tối. Đang vui, dễ vậy. Trời ơi, về đi, vui gì mà vui, mốt vui tiếp. Đi, về đi. Đã nó không sai, không về mà. Ê, cha này. Về. Về đi, về nè. Biết vậy, không thèm rủ nhậu chung. Anh Long. Dạ, đang nhậu đi, 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 đi. Rồi, đi, đi vô ngủ, Rồi, không sai, không về luôn. Rồi, vô. Để coi lần này anh thoát được tay em không. Như vậy ngày mai có nói cái gì anh không tin mới là lạ. Đang uống sao vô đây nằm hết trơn rồi. Đang đi đâu vậy? Đi ra ngoài. Trời đất ơi, cho đây tôi vậy. Ghê quá. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Trời ơi. Đi. Đi ra ngoài đi. Cái đồ mất nhện. Vậy. Alo, chuyện gì vậy mẹ? Tao đang đứng trước cửa nhà thằng Long nè. Nè con quỷ, mày dám bày ra cái trò bậy bạ này hả? Ra đi mau. Mẹ, mày nói cái gì vậy? Con đang ở nhà nhỏ hơn mà. Mày nói sao? Ra liền chưa? Hay là mày đợi tao phá cửa xong vô hả? Rồi, con ra liền. Vậy nha. Đúng là xui hết biết. Cũng tại con quỷ này. Vô con khỉ á. Con quỷ, cái con quỷ. Mẹ đâu? Mày quá lắm rồi nha. Mấy cái trò bậy bạ vậy mày cũng dám nghĩ ra. Mày vậy đó có gì chưa hả? Có cái gì là có cái gì. Ổng xịn quá cần câu nằm một đống kìa, có làm gì đâu. Cũng may là tao tới kịp đó, nếu không thì. Con nhỏ Ngân nó nói với mẹ đúng không? Được đáng ghét. Cũng nhờ con Ngân nó nói, còn không thì không biết mày làm xấu mặt tao tới cỡ nào. Đi về mà. Xấu mặt
cái gì mà xấu mặt. Con đang định lấy chồng giàu cho mẹ nở mặt nở mày đây nè. Mày hay quá ha, làm ba cái chuyện bậy bạ để người ta cưới mày. Mày không biết dục hả? Đi về, đi về. Về thì về. Nhưng mà cái thằng đó nó xỉn rồi, khóa cửa cho người ta đi. Để anh rồi vô lấy hết rồi rồi sao? Nè, gì đây? Chìa khóa đó, mẹ muốn khóa mẹ khóa đi. Trời đất ơi, cái con này. Cái chìa khóa này chắc vậy đưa cho con Ngân quá. Ủa Ngân, dì Tám, con đi đâu sớm vậy? Dì Tám, tối hôm qua con ngủ bên nhà mẹ con, bây giờ con về nhà dì Tư nè. Ủa, mỗi khi con đi ghe mà. Dạ, bữa nay anh Phúc đi ăn đám ở xóm trên nè. Ủa, dì đi đâu sớm vậy? Đi chợ. Mà cái thằng quỷ tình á, tối hôm qua nó đi nhậu với thằng Long, không thấy nó về. Chắc nó ngủ ở bển hay sao á. Chết rồi, hình như tối hôm qua ổng nhậu ngủ bên nhà dì Tư á gì. Vậy hả? Dạ. Lên đi, dì chở vô chổng cho. Sẵn ghé đưa chìa khóa cho nó để hồi nó vô. Chứ dì đi chợ nó về nó không có chìa khóa nó vô nữa. Dạ, dì Tám cho con quá gian nha. Lên lên, nhanh. Ngân nè. Dạ. Nghe nói dạo này lò gốm có nhiều đơn đặt hàng lắm hả con? Dạ phải dì Tám, toàn là bên công ty xuất khẩu đặt không đó. Ồ vậy hả? Vậy cũng mừng cho thằng Long, có bộ nó làm ăn được ha. Dạ. Dì Tám. Hả? Hồi tối con đi ngang con thấy ghe ông Minh đậu ở đó đó, không biết ông làm gì nữa. Mà con nghe đâu là ổng đặt ghe của chú Ba Bảnh mà thiếu nợ đó. Mà Tám biết ông đặt ghe làm gì không? Ủa vậy hả? Dì có nghe nói gì đâu. Chỉ có là tối tối nó hay ra quán gì nó nhậu vài xị rồi nó về hả? Dạ. Ê, mà mỗi lần nó mất tiền ra nó trả nha. Cả cọc tiền không vậy đó. Vậy hả gì? Chắc dạo này nó làm ăn được. Có khi nào nó đánh bài thắng không mày? Con không biết nữa. Dì Tám, đợi con mở cửa rồi con mời dì vô uống nước nha. Công nhận nhà bà Tư Xuân đẹp thiệt á. Nhà bự chảng. Trời ơi, tao ước gì có cái nhà được như vậy. Mát quá bay. Trời ơi, nhìn cái kiểu này là quắt cần câu rồi. Dì Tám ơi, mời dì Tám vô nhà chơi. Cái gì mà ôm dòm vậy? Người ta đang ngủ mà trời. Ủa cái gì vậy? Tên, tên. Trời ơi, tên. Trời ơi. Cái gì vậy tên? Trời. Dì Tám hả? Tên. Mày làm cái gì vậy? Hả? Mày bị điên hả? Mày còn leo lên ôm tao nữa. Trời ơi, đi xuống. Xuống đây. Trời ơi. Gì vậy? Tên ơi là tên. Trời. Mày làm cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Hai ông làm cái gì vậy? Tụi bay làm cái gì vậy? Hả? Tụi con đâu có làm gì đâu. Thấy gớm hả? Trời ơi, Tình nói là Tình, dòng họ mình chỉ có mỗi một mình mày là con trai thôi. Mà trời ơi, con gái đầy đàn đầy đống mà mày không chịu, mà mày đi chịu cái thằng Long vậy? Trời ơi, dì Tám coi phim tình cảm gì quá. Dì bị nhiễm rồi. Nhiễm cái gì? Không phải sao? Trời ơi, dì nghi nó lâu lắm rồi nha con. Đàn ông đàn an gì mà không có cô gái gì hết, bạn gái cũng không có, tối ngày hát hò xến xúa không hả? Trời ơi thằng quỷ tên này, rồi tối mày có làm gì tao không? Sao mày ôm tao cứ ngắt vậy? Mày khùng quá.
Tao xỉn quất cà cao rồi. Có nhớ gì đâu. Trời ơi là trời. Mày không có nhớ mày... gì. Có nghĩa là mày đánh mất đời trái của tao rồi. Rồi mày có làm gì tao không? Mày điên hả? Mày nghĩ sao tao làm gì mày? Thôi làm gì không có cãi nữa. Bây giờ khám coi nó có làm trời gì nhau không. Trời ơi gì ta? Vậy làm cái gì vậy? Khám nữa. Thôi mà. Kỳ quá hả? Bây giờ tụi bay khai thiệt đi. Hai đứa bay có làm gì nhau không? Dạ có. Hả? Dạ không. Nó ôm con thôi à. Con là nạn nhân. Con không biết gì hết trơn á. Con không biết gì hết trơn á. Nè, hôm qua mày có làm gì tao? Mày gây thiệt đi. Làm cái gì? Tao xịn. Không có biết trời đất gì hết. Làm cái gì? Vậy làm sao? Tự nhiên mất đời trai. Mày nói vậy bỏ đi hả? Trời ơi, nó thoái thác hay không? Trời ơi con ơi, gia tài gì có mỗi thằng cháu trai thôi đó. Mà nó bây giờ nó vậy làm sao? Trời ơi. Trời ơi, không có gì đâu gì. Dì đừng có tưởng tượng quá. Hồi tối qua hai ổng xỉn, cho nên là hai ổng ngủ thôi à, không có gì hết á. Ngủ gì mà thấy ghê vậy nè. Trời đất ơi, dòng họ tôi tiệt tôn tiệt tự rồi. Dì Tám, chắc không có gì thiệt mà. Sao không có gì? Tất cả là tại cô đó. Tự nhiên hôm qua cô đi về nhà cô làm gì? Trời ơi, tự nhiên tôi mất đời trai của tôi. Tôi có lỗi với Nhi ơi. Mày có khùng được không? Xỉn vô rồi khùng à. Hồi tối qua ai trong bàn nhậu hả? Cho phép tôi về nhà ngủ với mẹ tôi rồi còn nói nữa. Ủa, tôi cho phép cô về hả? Ủa sao tôi không nhớ gì hết trơn vậy trời? Anh đừng có tưởng tượng rồi đừng có điên khùng nữa được không? Anh đừng có làm lố giống như dì Tám vậy. Làm ơn mặc đồ vô đi. Anh trúng gió anh chết bây giờ. Quỳnh chết cái gì? Trời ơi trời, chết tôi rồi trời. Sao nó ông tôi cứng gắt vậy trời? Cái thằng quỷ tình này, nó dễ sợ thiệt. Nó lợi dụng bia rượu, nó ôm tôi. Tôi chết rồi, ông bà chắc nó sàm sỡ mình. Trời ơi, mình mất đời trai rồi. Mình sẽ bị rầy, mình có lỗi với Nhi. Trời ơi, Nhi ơi, bỏ qua cho anh Nhi ơi. Dạ. Mẹ, mày làm gì vậy? Mày phải chú ý làm đều tay vô đi. Mày làm vậy không có đẹp cái chậu đâu. Tự tao biết làm. Miễn sao chút sản phẩm đẹp là được rồi. Mà nè, bộ giận tao chuyện tối hôm qua hả? Uổng công tao tin tưởng mày. Mày ghen tức tao sắp lấy được chồng giàu, cho nên mày phá tao đúng không? Mày nói gì kỳ vậy? Không có. Tại vì tao thấy mày làm như vậy là thiệt thòi cho mày. Tao không muốn. Đuổi như mày làm ẩu. Nhà ông Long kiên quyết không cưới. Mày tính sao đây? Tao đâu có ngu đâu mà làm thiệt. Tao chỉ định đóng kịch thôi. Nhưng mà dù vậy tao cũng thấy sao sao á. Kỳ cục lắm. Y chang như mẹ tao. Tối ngày cứ kỳ hoài. Làm sao mà làm giàu cho được. Mà nói thiệt á, phải đổi mày qua làm con của mẹ tao luôn đi. Cái gì mà giống thấy sợ à. Nè mày đi đâu vậy? Tao đi vệ sinh. Không lẽ phải xin phép mày nữa hả? Kỹ rồi nghe, nhớ làm y vậy ha. Dạ đúng không chú? Dạ. Ủa Long, sao nay con tới trễ dữ con? Dạ hôm qua con xịn quá cho nên sáng nay con tới trễ. Mà thôi cô vô trong phòng nha. Ừ. Nè, mày vô phòng tao làm gì? Mở cửa đi ra liền. Từ nay á, mày phải cách xa tao 16m50 nghe chưa? Nè, mày không hả? Nghĩ sao tao đi khoái mày? Tao không biết. Tối hôm qua, mày ôm tao cứ ngắt đó. Đây giờ mày còn bóp ngực tao nữa. Mày hại mất đời trai của tao rồi. Nhắc tới thôi, tao đổi hết như gà rồi nè. Tao xỉn quá, tao có biết cái gì đâu. Nói tóm lại là tao không có làm cái gì mày hết. Hên xui. Mà tao cũng không có hứng thú gì với mày. Ai biết được. Mày xỉn. Mày cũng đâu biết được mày làm gì đâu, đúng không?
Nhưng mà mày nói thiệt không? Sao không thiệt? Vậy tại sao tám mày lại nói là thấy mày có những biểu hiện rõ ràng giống như vậy? Mà từ trước tới giờ mày cũng chưa từng thích đứa gái nào hết trơn á. Ai nói mày là tao chưa từng thích đứa gái nào? Chứ mày thích ai? Mày đừng nói với tao là mày thích nhỏ Ngân bệnh hoạn biến thái đó nha. Mày nghĩ sao tao thích cô Ngân? Tao với nó như là anh em thôi. Huống hồ nó với thằng Hữu có hứa hôn rồi. Hai người đó hứa hôn rồi hả? Ừ. Ủa sao tao không nghe nói gì hết trơn vậy ta? Thì mày có thân với nó để mà nó nói. Vậy không phải con Ngân hả? Hey, đừng nói là con Quyên nha. Nghĩ sao tao thích cái bà xe xua mê tiền mê trai đó? Không thích người ta mà tao nhắc tới tên người ta mặt mày đỏ cấy lên là sao? Còn chối nữa, mày đặt sao? Chối gì đâu. Ai mà thích bà? Bà cứ tối ngày đeo theo mày thì có. Nhưng mà trong lòng tao á, tao chỉ thích Nhi thôi. Mày thích nó thì mày tấn công đi. Như vậy tao càng đỡ khổ hơn, mày biết chưa? Mệt quá. Tao nói là đã không có rồi mà. Chứ mày thích ai? Hả? Bà Ngân cũng không có, Nguyên cũng không có. Mày thích tao đúng không? Ai nói tao thích mày? Tao không có thích mấy thằng được ngựa như mày. Nên mày khỏi lo sợ đi. Tao đi ra mừng. Chết rồi. Chết trời ơi. Nãy giờ nói chuyện tào lao với mày mà tao quên mất tiêu. Hôm nay Nhi về, bây giờ tao phải qua chú ba coi như thế nào. Mà nè, con nhỏ Ngân á, nó có gặp mày á, hỏi tao ở đâu. Mày cứ nói là tao đi lấy bản tên nghe chưa? Nghe chưa? Ừ. Đừng có nói tao qua gặp Nhi nghe chưa? Nhớ không? Để ra coi. Ai làm gì mày mà chê ngực? Thiệt tình. Ê, nè. Bỏ tay thằng này luôn á. Ông ba khỏe không? Ông ba bốn gì thằng quỷ mày tới đây chi nữa vậy? Nhi về chưa bác ba? Nhi ơi, Nhi. Ủa Nhi chưa về hả bác ba? Nó chưa có về đâu. Ủa Nhi chưa về nữa hả? Mày có lì cũng lì vừa phải thôi. Bác ba cứ la con hoài, con có làm gì nên tội đâu. Ê, bác ba con nói nghe nè. Xíu xíu á, bác ba rảnh đâu, con sẽ dẫn bác ba với Nhi á đi tham quan lò gốm của con. Con đảm bảo bác ba mê liền luôn. À, con anh bà dành của bác ba qua lò sữa của con luôn rồi. Vô duyên. Tao thấy không có vui chút nào hết. Kể mày chứ. Tao chưa có nói nghe. Mày dụ bà dành của tao qua bên mày làm. Bên tao bây giờ không có người làm nè, mày thấy tao ngồi đây không? Con đâu có dụ đâu, anh ba danh tự nguyện qua xin việc làm chứ bộ. Mày đừng có xạo, mày không dụ sao nó đi. Bác ba, cho con ngồi đây tiếp chuyện bác ba đợi như về nha. Ủa mày không thấy cái ghế tao đang gác chân hả? Chỗ ngồi của mày đâu phải đây đâu. Vậy thôi con đứng cũng được. Thôi đứng tao cũng không muốn nữa, mày đi về đi. Không bà. Tao biểu về đi. Rồi con đứng đây đợi Nhi đi mà bác ba. Đó, kìa vợ ông kìa. Ồ, quả sang. Xe quê kỳ trắng phao luôn. Mày thấy sang không? Đó. Ủa, chứ không phải Nhi đi xe đò về hả? Xưa rồi Diễm. Cái đó xưa rồi. Bây giờ người ta đi quê kỳ không á. Đó, trời ơi, quay như chó pháo. Mình vô rồi. Ba, thưa ba con mới về. Quá sang, quá đẹp trai. Dạ, dai. Thưa ba. Dạ, chào bác. Anh Long. Nhi. Ai đây? Sao em đi về với trai lạ vậy? Ba, đây là anh Khánh. Chào con. Dạ, cô chào bác. Đây là Khánh, mà nghe chưa? Khánh, bạn trai của con Nhi. Hả? Từ nay mày làm ơn làm phước, mày đừng có trồng cây si trước nhà tao nữa. Đừng có ám ảnh con tao nữa biết không? Để cho tao làm ăn. Nhi, bạn trai là sao Nhi? Trai lạ này, bạn trai của em thiệt hả? Dạ, anh Khánh là bạn trai của em á. Em già luôn hả Nhi? Dạ. Sao em tàn dữ với anh dữ như vậy? Em làm gì em sợ anh bị tổn thương hả Nhi? Em xin lỗi. Cái gì con phải xin lỗi nó? Nó yêu đơn phương rồi, nó ráng nói chịu chứ phải xin lỗi cái gì? Mày thấy bạn trai nó rồi đó, làm ơn làm phước giùm tao một cái, không? Tỉnh lại giùm tao cái đi con. Dạ, con có chút quà, con gửi bác.
Mong bác nhận giùm con. Quà cáp bài vẽ làm chi cho tốn kém vậy con? Dạ đâu có gì đâu bác. Của tao chứ không phải của mày đâu mà đứng địa đứng hình vậy. Về đi, chế độ của tao. Thưa bác, ba con về. Cùng đi đâu? Khánh, ngồi đi con. Dạ. Anh ngồi đi. Em ngồi đi. Để đây nha ba. Đi đường xa, mệt dữ hả con? Dạ, không có gì mệt à. Ủa mà đi xe quê kỳ, nó đâu có nắng gì đâu mà đội nón làm chi vậy? Bác thấy nhìn được không ạ? Đẹp quá à. Đầm như nó giống giống cái màu áo của bác nè. Nó ăn tông ghê nha. Dạ, công nhận giống thiệt. Bác đội đi, con nghĩ là hợp lắm. Thôi, bác có nón rồi. Thì là nó hơi cũ một chút, nhưng vẫn còn đội được. Mà nếu mà bác mà đội cái nón này vô cái này chắc là bà nông tho, bà đết luôn á. Vậy thì bác đội đi. Ngại quá. Nón đẹp gì mà làm như con mắt nó nhìn thấy không thấy rõ, làm như nó chà là. Nắng á, dòm không thấy rõ. À, dạ hiểu luôn. Đây là cái mắt kính mà con mua bên nước ngoài đó. Anh, vậy đó hả? Cô tặng bác. Trời ơi, thằng thông minh ghê ha. Đâu để thử coi. Mèn ơi, nó rõ. Ông nội ơi, mang cái kính vô nhìn cái nón nó rõ, thiệt rõ. Trời ơi, công nhận tôi thấy tôi sang thiệt đó nghe. Bác số 1 luôn á. Ừ. Là đủ rồi, hả? Đủ rồi. Đủ hả con? Dạ, dạ. Nếu đủ, rớt nước, mời anh con uống đi. Vậy thôi. Nè anh. Không lẽ tình nó mê con trai thiệt sao ta? Vậy là dòng họ mình bị tuyệt tự rồi còn gì nữa. Không được. Phải kiếm vợ gấp cho nó mới được. Chị Tám. À, mới nhắc cái nó tới rồi. Lấy con chai rượu với dĩa mồi gì đó. Khoan đã. Nè Long, dì hỏi con cái này nha. Tám hỏi thiệt con nha. Con thích con trai đúng không? Ừ. Nếu mà con thích con trai con kiếm người khác đi. Mày làm ơn tha cho tình nhà Tám. Để nó còn cưới vợ rồi sinh con đẻ cái cho dòng họ nhà Tám nữa. Tám nói gì vậy Tám? Tám nghĩ sao vậy? Con chỉ yêu một mình Nhi thôi. Tám đem rượu cho con với dĩa mồi cho con đi. Vậy là con không thích con trai đúng không? Ờ ha, cũng đúng mà. Mày theo con Nhi mấy năm trời, nguyên cái xứ này ai mà không biết. Vậy là chắc mày không thích con trai rồi. Bây giờ Tám có lấy rượu cho con không? Có, đợi Tám đi lấy liền cho con nha. Con chờ Tám tí nha. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không riêng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Ủa, Long. Đứng lên. Đang nói. Đứng lên, muốn nói rồi qua đây nói. Đứng lên, ngồi đây. Nè con, uống đi. Rồi đó, hai đứa muốn nói gì nói tiếp đi. Long, sao? Sao mày nói qua nhà con Nhi á, mà mày tới quán Tám tao ủng hộ vậy? Vì đi về bằng xe hơi, đi chung với cái thằng phó tổng giám đốc gì đó. Vì bây giờ nó trở thành bạn gái của nó rồi. Thấy chưa? Tao đã nói rồi, dướng vào ba cái chuyện tình yêu là làm cái gì để bây giờ phải đau khổ đúng không? Ừ. Đó, nó nói dướng vô tình yêu đau khổ. Tám gì? Tám Đi qua đây để cho hai đứa con nói chuyện. Trời ơi, Tám ngồi ở đây hai đứa con vẫn nói chuyện bình thường được mà. Nó đang thất tình. Để con an ủi nó. Thôi Tám qua để đây ngồi đi. Buông ra coi. Nói đi, Tám ngồi đây cho chắc ăn. Thôi, mày đừng có buồn. Ừ, mày đừng có buồn. Con gái thôi mà. Gái thôi. Bây giờ không có đứa này kiếm đứa khác. Ừ đúng rồi đó, nó nói là mày không có đứa này mà kiếm đứa khác. Mày biết gì tình yêu mà mày nói? Mày biết gì về tình yêu? Ôi trời ơi, quên nữa. Ý nó nói là con biết gì về tình yêu mà nói, đúng không? Mà nhiều khi Tám thấy nhỏ đó cũng hay bay. Nó khéo chọn ghê á.
Nó thích đại gia. Đại gia gì chứ? Gì vậy? Con cũng là giám đốc lò gốm chứ bộ. Con cũng là đại gia chứ bộ. Thôi, đừng có buồn. Con nói thiệt với Tám nha, con sẽ không dễ dàng để mất như vậy đâu. Tình, mày có cách nào giúp tao hạ gục thằng đó không? Gì? Tao hồi đó giờ chưa biết tán gái nữa, sao có cách gì giúp mày? Sao giờ con không đi tán gái đi cho có kinh nghiệm để giúp nó? Tao ủng hộ con hết mình luôn á. Tự nhiên tám lái qua chuyện của con vậy. Tụi con gái nó phiền phức lắm, dính vô chị. Ê vậy Long, tao có cách này hay lắm. Cách gì? Gụ vào thì lời ra. Mấy thằng cha sai xỉn rất dễ nói bậy nè, rồi chửi bậy này nọ. Đúng rồi. Ý mày là sao? Ê, tụi bay làm gì vậy? Không hiểu gì hết vậy. Ủa, ý mày là sao? Rượu ngâm tổ ông. Hả? Ăn tự nhiên đi con. Cái lóc đồng đó, bà rau này á, bắt chồng vòng nhà này, rau sạch á. Con cứ tự nhiên, coi như người nhà vậy đi. Dạ, tôi cảm ơn bác. Cái gì đâu cảm ơn, không biết. Con về đây chơi, ở được mấy bữa? Con chơi được ngày mai nữa. Ngày mốt con phải về đi làm rồi. Vậy đó hả? Công việc cũng bận quá ha. Dạ, con có bận cỡ nào đi nữa, con cũng phải đưa Nhi về thăm bác. Rồi con sẽ nói gia đình con. Ba mẹ con cũng ở trên thành phố hả? Dạ không, ba mẹ con bị tai nạn giao thông mất cũng lâu rồi. Bây giờ con sống chung với cậu của con. Cậu con cũng không có gia đình, nhà chỉ có hai cậu cháu mà thôi. Vậy đó hả? Ăn đi con, cứ tự nhiên đừng ngại. Dạ. Ba ăn đi ba, anh ăn đi. Hai đứa ăn đi, tự nhiên nha. Đừng hốn. Tiến vô đi. Sợ cái gì mà sợ? Rượu ngâm tổ ông này ngon lắm. Đảm bảo uống vài ly thôi là cái nó tiêu tụt. Vô. Có gì đỡ cho tao nha. Vô. Ông ba. Ai kêu tôi đó? Tao đâu kêu mày đâu. Không ai kêu xuống tôi nghe. Phải một ly. Ô ngon quá ta. Cá lóc nướng chui. Ngon quá. Ê, cái thằng ôn dịch, hồi sáng tao nói mày nghe không rõ, sao mày còn vác cái mặt dày mày tới đây nữa mày? Bác ba bình tĩnh đi. Con nghe con thông suốt rồi, cho nên con mới tới đây để con chúc mừng Nhi với lại Khánh nè. Ô, con có thành ý lắm đó nha bác ba. Hả? Con đem chai rượu ngâm cả năm trời lận đó. Hả? Để qua mời anh Khánh nè. Con mày đi đâu? Con cũng theo chúc mừng phụ. Anh Khánh, anh nhất định là phải đối xử thật tốt với Nhi nha. Tôi biết rồi. Anh muốn làm rể miền Tây á, tưởng lượng anh phải cao mới được. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Ăn cá lóc nướng chui mà uống nước chanh mà làm sao mà phải được. Trời ơi là trời. Tình ơi Tình, anh đưa đây. Tình, đi đổ nước chanh hết đi. Hả? Thế nước chanh là rượu. Ăn cá lóc nướng chui là phải uống rượu nó mới phải. Đúng không ba? Anh làm gì vậy anh Long? Anh lấy ly để mời rượu anh Khánh. Cái thằng ôn dịch này, mày muốn quậy, muốn kiếm chuyện hay gì? Bình tĩnh đi bác ba. Con đâu có kiếm chuyện gì đâu. Trời ơi, người nhà không mà. Con đang phụ với bác ba để tiếp đãi anh Khánh cho chu đáo mà. Ai mượn mày? Đây. Trời đất ơi. Trời đất ơi, thằng này nó muốn giết người hay sao? Cái gì vậy? Anh Long. Anh muốn làm rể miền Tây á thì tử lượng phải cao mới được. Anh Long. Đây là rượu mà anh làm như là nước ngọt vậy. Anh rót nguyên một ly cối như vậy làm sao mà uống? Anh muốn uống thì anh uống một mình đi. Anh Khánh, anh đừng có uống, kệ anh đi. Em không sao đâu em. Nói vậy là sai rồi Nhi. Muốn biết người đàn ông bản lĩnh hay không á, là đầu tiên là
phải xét cái tủ lượng. Mệt mày quá. Kinh nghiệm mấy chục năm quán nhậu của anh nè, đàn ông tủ lượng càng cao thì càng yêu vợ. phải không Long? Hai bay tàu lao vừa phải đó. Tủ lượng càng cao càng quậy phá, càng đánh đập vợ con, thấy không? Cái đó chỉ là thường thôi. Bác không nghe người ta nói là nam vô tủ như cây vô phong, vô, phải không? Phong. Dạ. Mày táp giống mấy cá dồn sao hè quá. Anh Khánh nè, công tình tụi em đem rượu qua mà là rượu quý nữa, ngâm một năm trời mà anh không uống là anh không có nể mặt tụi em đâu đó nha. Sao anh? Nhưng mà thôi, khó quá bỏ qua. Miễn cưỡng không hạnh phúc. Kệ anh đi. Không bỏ qua thôi được. Tôi sẽ uống với anh. Đó, vậy mới xứng đáng làm rể miền Tây chứ. Nè, rồi, mời anh. Nè, mời. 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 Rồi, anh uống trước đi. Tôi nghĩ là cả hai cùng phải uống chứ. Mày mời người ta, mày tính không uống hả? Mày tính trốn hả? Dạ, đâu có. Bác ba nó kỳ quá, nghĩ làm sao trốn. Con đang tính là tiên khách hậu chủ mà bác ba. Mày cũng phải chủ mà cũng phải khách nữa. Tao đâu có mời mày đâu mà tiên chủ hậu khách. Bác ba kỳ quá. Nó không à? Con đang đại diện, con thay thế cho bác ba tiếp đãi anh Khánh đây nè. Tiếp đãi anh Khánh cho chu đáo. Không ai mượn mày. Vô anh Khánh. Vô anh. Anh đừng có uống. Sao? Sao? Không ngờ tủ lượng anh Khánh mạnh dữ. Rượu này cũng ngon lắm, ngon hơn hẳn rượu ngoại luôn đó. Mày thấy chưa, người ta vừa làm ăn giỏi, tủ lượng cũng giỏi. Còn mày kia, còn ngập mặt kia, uống đi con. Đó, đó. Trời ơi, bác ba xem thường con quá. Tử lượng của con cũng không thua kém Vịnh Khánh đâu nha. Thì uống đi, đừng có nổ. Gắng lên. Ê, uống hết à. Sao càng quá vậy mày? Không giao ói à, không giao ói nha. Sao ói được bất ba, bất bất gì. Gắng lên, uống hết đi không? Tao nhục lắm. Uống lẹ à. Từ từ. Không có từ gì hết á, tao uống hết rồi kìa. Chết, tao cho chết một hai mạng. Mất tháng giờ hết rồi. Uống cái này xong, tao thấy phải chữa lửa. Phải chữa lửa. Chữa đi. Đáng đời. Thôi được rồi đó, em thấy hai người đừng có uống nữa. Cái gì vậy Nhi? Mới uống mà sao ngưng được? Bộ em sợ anh Khánh thua hả? Anh đã mời tôi rồi thì anh, tôi phải mời anh lại thôi. Thôi được rồi anh. Anh uống được mà em. Đừng uống nữa. Hả? Nè, mới nãy tôi uống trước rồi, bây giờ tôi mời anh uống trước, coi như là tôi nãy mặt dân miền Tây được không? Tủ lượng con đáng nể thiệt chứ. Ba rượu ngâm này thấy gì mạnh lắm đó nghe. Bác uống vài ly là mệt rồi đó. Dạ. Con thì cũng không hay uống rượu, chỉ khi nào tiếp khách thì con muốn uống rượu mà thôi. Nhưng mà được cái tủ lượng của con á đã cao bẩm sinh rồi. Hả? Kìa, sao Long không uống đi? Anh mời người ta thì bây giờ anh uống đi. Uống đi. Phùng lông đầu hết rồi. Phùng lông đầu rồi. Uống đi. Uống. Vô Long. Mời. Mày uống nổi không nói, đừng cố nha. Gũ mạnh lắm. Ơi, uống nhiều lần quá. Đó, kìa, thấy không? Bắn một cái một luôn. Không còn một giọt luôn con. Sao rồi, ổn không? Ê, nè, đảo quá, nè. Có chết, về nhà chết. Đừng chết nhà tôi sợ ma lắm nha. Đảo quá Tình ơi. Tình.
lấy thêm một chai nữa cho tao, để tao tiếp đãi anh Khánh thiệt là nồng hậu. Cái gì vậy anh Long? Đừng có uống nữa. Hết rồi. Hey, mày đừng có ba xạo. Mày còn để một chai trong cốp xe. Lấy cái chai đó ra nhanh lên, để mà tao tiếp đãi anh Khánh. Nhanh lên. Mày làm dân Sài Gòn như khi dễ dân miền Tây bây giờ. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Anh Khánh, đợi tí nha. Chuyến này là nó chết, chết chắc rồi. Trời ơi, tôi có phải chủ nhà không vậy ta? Mình xui. Đây. Thấy chưa? Nữa hả? Khách quý nha. Khách quý tôi mới mời nha. Hả? Cùi ra. Trời đất ơi. Thôi mà anh Tịnh. Nè. Vô. Bây giờ là mình ta nói là cái gì? Vào 3 ra 7 đúng không? Bây giờ mình mới 2 ly thôi. Anh Long, bây giờ mình phải vô, mình phải 3 ly mới đúng. Thôi đúng mà. Trời. Nhắm nổi không con? Uống làm rễ miền Tây là phải uống. Mày con lớn nè, rót vô cho bằng ta kìa. Con lớn nè, thấy không? Bất bà tình tính mắc Giang quá hả? Rồi, tao làm trọng tài nè, uống đi. Đừng qua mắt tao. Anh Khánh ơi, mình vô đi. Mình vô. Vô. Lâu thì ta mới nhậu một lần. Vô. Long. Mày để có sao không? Có sao không anh? Sao chai này tao uống, tao thấy chóng mặt quá mày ơi. Đừng uống nữa nha. Yếu bị đặt ra gió. Thôi, ẩm nó về đi. Thôi, đừng để chết nhà tao. Anh đưa anh về đi. Mày làm cái gì vậy? Về. Tao không có say. Tao vẫn còn tỉnh. Mày mất cười quá. Tao phải chuốc cho thằng Khánh nó say để nó lội cái bản mặt. Mày lỡ hết rồi sao? Thì ra hai thằng bay đã có mưu đồ trước phải không? Đúng là gậy ông đập lưng ông à. Người ta chưa có say mà mày muốn cắm đầu rồi. Chịu không nổi đâu con ơi. Mất bà, con có say cũng đang uống với Khánh mà say gì. Gì? Anh yêu em, I love you bắt. Anh trời sẽ hạ thằng Khánh gục đại bàn mới được. Vô đi. Vô. Thôi đi anh Long, anh đi về giùm em cái đi. Anh đừng có ở đây mà quậy phá nữa. Anh Tình, đưa anh về đi. Đi về. Anh Khánh, anh sao vậy anh Khánh? Anh cũng không biết nữa. Tự nhiên cảm thấy ngứa quá. Sao kỳ vậy? Hay do rượu? Tên rượu gì mày? Dạ rượu ngâm tổ ông đó bác. Ôi chết rồi. Ba rượu ngâm này uống không quen dễ bị ngứa lắm á. Anh có sao không? Đáng trời. Cái trời tội vì dám cua nhi của tao mày. Anh đi cho về liền chết đi. Bây giờ mày về không? Không về tao đập que gió nghe. Bây giờ đang uống mày về cái gì? Uống trời lôi bằng mặt Khánh ra chứ. Bây giờ chưa hết rồi mày về vậy. Thôi đừng cười nữa. Làm gì vậy tao? Nhớ, em nên nhớ là đừng bao giờ yêu nữa nghe chưa. Nó không có tốt với em đâu. Vậy đồ của hồn cắt đảng âm binh. Khánh, để bắt vô bắt cho mình trà đặt cho con uống giả rượu nghe. Nếu không hết, chắc là phải đi bác sĩ à. Dạ. Nhi, tiếp tục kể tiếp anh con. Alo, anh Tình hả? Ngân ơi, cái thằng Long nó xịn quá trời rồi. Em chạy liền tới nhà bác Ba Mạnh á. Chở phụ anh về coi. Lại lên. Dạ em biết rồi. Từ té. Anh Tình, đưa anh vô phòng giùm em đi. Cẩn thận đó. Nặng dữ vậy. Đỡ. Tháo. Rồi, nằm xuống.
Trời ơi, cái anh Tình này, anh thiệt tình luôn á, không chịu cản anh Long gì hết, còn hồ theo ổng nữa. Thì nó bạn anh mà, anh phải thương nó chứ. Ai ngờ ông Khánh chưa sai mà nó sai trước rồi. Mệt lắm phải không? Đợi em đi, em xuống rót ly nước cho anh uống nha. Anh lôi nó về đây mệt muốn xỉu luôn. Nè, đã khác quá. Anh Tình, chút nữa anh có rảnh không vậy? Anh đi câu đêm với em nha. Rảnh chứ. Hôm nay anh thèm đi câu mà không ngủ được ai. Vậy tốt quá rồi. Mà sao tự nhiên hôm nay muốn đi câu vậy? Tranh thủ dịch tư không có nhà hả? Không phải. Thật ra là em muốn điều tra một chuyện. Chuyện gì? Em đang nghi ngờ ông Minh ống buôn lậu. Sao em nghi nó? Chắc không có đâu. Không, chắc chắn là có mà. Hồi tối hôm qua em thấy rõ ràng luôn là ổng đậu cái ghe của ngoài khúc sông đó. Nhìn thấy mờ ám lắm. Dì Tám còn nói là lúc này ổng hay sau quần ở khu vực đó với một người lạ nữa. Không có đâu em ơi. Chắc nó đậu làm gì đó thôi. Nè, nó giang hồ lắm, đừng có dính vô. Không có được đâu. Rủi nhưng mà ổng buôn lậu thiệt, mình phải báo công an chứ anh. Hả? Không có được báo công an. Báo công an anh với thằng Long á. Nè, anh biết chuyện gì phải không? Không. Nè, anh đừng có giấu em nha. Anh với ông Long biết chuyện gì phải không? Anh nói cho em biết đi. Thật ra bữa tối đó anh với thằng Long đi câu cá, tụi anh tình cờ thấy nó buôn thuốc lá lậu. Nè, nó còn đe dọa tụi anh nữa. Nếu nói ra là nó đánh hai đứa anh nằm viện luôn. Thôi cứ kệ nó đi. Không được, em phải báo công an. Gặp mấy người mà hèn nhát giống như anh với ông Long á, cho nên ông mình ông không sợ trời không sợ đất gì hết. Ủa, anh Hữu. Anh vô nhà chơi đi. Ủa Tình, mới lên đây hả? Thằng Long nó xỉn, đưa nó về. Trời. Dạ anh Hữu, em cứ tưởng đâu là ngày mai anh mới về chứ. Anh tính là sáng mai về, nhưng mà hôm nay xong việc sớm, anh tranh thủ về luôn. Hồi nãy anh mới ghé qua lầu gốm tìm em, mà chủ Sáu nói là em về nhà rồi. Thái độ sao vậy? Anh Tình sao vậy? Ông Tình, có chuyện gì vậy? Anh Hữu à, ông Minh ổng buôn lậu ở bờ sông á. Anh Tình đã biết, mà ông Long cũng vậy nữa. Phát hiện ra lâu rồi mà bây giờ không chịu báo. Cứ sợ là ông Minh đánh, không chịu tố cáo. Hai người này nhát lắm, không chịu báo công an gì hết. Sao vậy Tình? Bây giờ mày nói thử coi. Nếu báo công an, nó cũng tìm cách nó quýnh tao với thằng Long. Nhưng mà anh làm như vậy á, anh Minh ảnh không có sợ. Nếu mình báo công an thì ổng mới không buôn lậu nữa chứ. Em không biết đâu, nhất định em sẽ báo công an đó. Trời ơi, em thiệt vô tình quá mà. Em báo đi. Anh đập đầu chết liền chết nè. Nếu không nó đánh anh còn nặng hơn nữa. Được, anh đập mạnh lên đi, đập kiểu đó không có chết đâu. Nè, nghe tôi nói, thiệt ra thằng Minh buôn lậu thì mình bắt buộc phải đi báo công an. Nếu như mà ông không đi báo á, cứ để cho nó buôn lậu vậy thì có phải loạn thôn xóm không? Có khi á, cậu tập làm hư cho mấy thanh niên ở trong thôn xóm nữa. Phải đó, anh Hữu nói đúng. Anh nghe anh Hữu nói không vậy? Hai đứa bay á, đúng là trời xanh một cặp mà. Thôi bây giờ vậy đi, tôi có cách này. Thằng Minh sẽ không biết là ông nói đâu. Dạ, cách gì vậy anh? Em điện thoại báo công an đi, nhưng mà em không được nói tên, đúng không? Không nói tên thì làm sao thằng Minh nó biết là ông với làng Long nói? Thì lấy lý do gì nó quýnh ông? Biết đâu cái chuyện nó buôn lậu vậy nè, thiếu gì người biết, đúng không? Phải ha, anh Hữu nói đúng đó. Đúng rồi đó anh Tình.
cứ như vậy đi nha. Anh với ông Long khỏi lo nữa. Sao cũng được. Nó mà đánh anh là anh nghỉ chơi với em. Thôi, anh về đây. Em lo cho thằng quỷ đó đi. Tao về nghe Hữu. Ừ. À nè, anh Hữu. Ừ? Bây giờ em điện lên xã nha. Em sẽ báo cho họ biết. Người ta sẽ rình bắt ngay tại trận ông Minh. Nhưng mà nhớ anh dặn nha, không được nói tên. Ừ. Em đóng cửa giùm anh đi. Dạ. Anh vô ngồi đi. Anh có sao không anh Khánh? Em thấy sưng thì hết rồi đó, nhưng mà còn đỏ quá à. Anh thấy còn ngứa nữa không? Chắc cũng đỡ rồi. Uống thêm liều thuốc này nữa chắc là sẽ hết luôn đó. Em xin lỗi nha. Dẫn anh về quê chưa đi tham quan được chỗ nào hết mà đã bị vậy rồi. Cái này á là trách bạn gái anh dễ thương, xinh đẹp quá, cho nên có nhiều chàng theo đuổi rồi ganh tị hãm hại anh thôi. Anh nịnh quá. Nè, anh nói thiệt chứ bộ. Nếu như ngày mai á anh khỏi hẳn, em sẽ dẫn anh đi tham quan xung quanh đây. Quê em á nhiều cảnh đẹp lắm. Đi đâu không quan trọng, miễn là được ở bên cạnh em là anh vui rồi. Coi như an ủi anh cái vụ này được không? Em lấy nước cho anh uống thuốc nha. Thôi cũng trễ rồi, em về nha, anh nghỉ sớm đi. Em đi đường cẩn thận nha. Nhà chỗ em á tối thui à, thấy ghê lắm. Không sao đâu, em quen rồi. Em về nha. Bye anh. Bye em. Về ra mắt ba vợ tương lai sao rồi? Vui lắm. Thằng Long đem ba cái rượu ngâm tổ ong gì đó đấu rượu với tao. Uống cho cả ly. Trời đất, làm tao bị dị ứng, ngứa ngáy cả người hết nè. Trời ơi, cái rượu ngâm tổ ong uống không quen là dị ứng chết. Nè, đây là quê của cậu, chắc cậu cũng quen vài tên đầu gấu chứ hả? Dạ, tất nhiên là em phải biết chứ anh. Cậu thuê vài thằng đập thằng Long cho tôi. Thôi anh Khánh cũng thù dai quá ha. Trong đời tôi, tôi ghét nhất những thằng ta đây dám lên mặt với tôi. Cậu cứ kiếm người đi, tiền bạc bao nhiêu tôi lo. Dạ, em biết rồi. Đi làm hay đi chơi mà ngày nào cũng trễ hết trơn vậy? Ủa, liên quan gì tới ông? Trễ thì trừ lương, có gì đâu. Bà Quyên. Ừ? Sao nay đi làm trễ vậy? Mà đi làm kiểu đó bị trừ lương, cuối tháng không có nhiều tiền xài đâu đó. Tao đi làm đâu phải là vì lương đâu. Ê, mà ông Long ổng sao rồi? Ông đó tối hôm qua ổng xỉn. Sáng tao kêu hoài có chịu dậy đâu. Quyên. Ừ? Từ sáng giờ mày có nghe tin giật gân gì không vậy? Tin giật gân là tin gì? Thì ví dụ như là công an bắt ai đó buôn lậu, mày có nghe không vậy? Không, đâu nghe gì đâu. Mà sao tự nhiên mày hỏi tao vậy vậy? Tao hỏi chơi thôi à, không có gì. Mày làm đi nha, tao đi vệ sinh á. Ê, bộ em không có báo công an hả? Vậy mới tốt. Không có, em báo từ tối hôm qua rồi.
Mà sao kỳ cục ghê á, sáng nay không có nghe tin gì hết trơn à. Không được, em phải gọi điện em hỏi người ta coi làm sao. Thôi thôi, biết đâu mấy anh công an cũng chơi vui thôi. Chứ chờ tới thôi, mấy ông cũng mới nhằn ngủ ngủ chứ mấy ông đi làm gì. Cái gì mà làm ăn kỳ cục vậy? Mấy ông mà không chịu hả? Em cũng sẽ làm tới cùng luôn á. Chứ gì nữa, sao mà để cho người ta buôn lậu vậy được chứ. Alo. Cô báo cho tụi tôi đêm qua, tụi tôi đi canh nguyên đêm mà có thấy gì đâu, cô đó. Dạ. Tụi tôi không có rảnh đâu mà giỡn với cô. Nhớ tìm hiểu kỹ rồi hãy báo. Lần sau nữa tụi tôi sẽ lập biên bản đó. Alo. Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi. Cô hồn cát đảng qua tới nữa. Cho mình Nhi hả? Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi. Nhi gì vậy? Ai mà chơi gì kỳ cục tạt nước à? Tao nè chứ ai hả? Muốn bắt ba. Sao bắt ba chưa kỳ với bắt ba? Tao có kỳ, tao chơi những cái còn kỳ hơn nữa. Sao mới sáng sớm bắt ba cho con tắm sớm vậy? Bây giờ tao hỏi mày đi chưa? Hay là muốn tặng cho mày thêm thao trước ngực nữa? Dạ, thôi bác ba bình tĩnh đi bác ba. Con có làm gì nên tội đâu, bác ba chưa ác như vậy. Mày có nên tội đó, tại mày không nhớ thôi. Hôm qua mày gây ra chuyện gì? Mày đừng nói mày quên nha mày. Con đâu có quên đâu, con biết mà. Con đâu có ngờ là ông ta bị dị ứng với ông đâu. Con tính là chuốc cho ông ta sai, để cho ông ta lòi cái bản mặt của ông ra. Ai dè con sai trước. Con qua đây con cũng biết sai rồi. Con qua đây con xin lỗi bác ba với Nhi nè. Nhi đâu rồi bác ba? Nó đi chơi với anh Khánh rồi. Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ đây không có lỗi phải gì hết á. Mày về đi, con Nhi nó có bạn trai rồi. Tương lai thằng Khánh nó có thể là con rể của tao. Gì kỳ vậy? Mày hết cửa rồi, đừng có hy vọng con. Gì kỳ vậy? Bữa nay tao nể tình á, tao lấy nước sạch á. Nếu còn lần sau nữa, tao ra sao không có dầu, tao múc nước tao tạt vô cái mặt mò mày đó. Gì kỳ vậy bác ba? Gì kỳ vậy đó, giờ hỏi mày đi không? Dạ. Đợi tao nữa. Dạ con đi chứ, cái gì cũng phải từ từ đi chứ trời. Không có từ từ gì hết, nói là làm liền. Nhi ơi, mày đi. Sao sạc sở dương mới thả hồn theo những chiếc lá khô rơi tản mạn cuối gian gần lòng quân dương xúc động mối tâm tình đưa tay lên vuốt chòm râu bạc nhấp chén rượu đào mà cấm chuyện gần xa. Bỗng ngài đưa mắt sang chú hai. Chú hai hát mùi dữ. Ủa Hữu, gì nè vậy con? Dạ con mới về, được nghỉ cuối tuần á con, nên con tranh thủ về quê chơi. Mà chú hai nè, con hỏi một cái, sao thấy lò không đốt gì hết, thấy nguội lạnh tanh vậy? Có ai mua đâu mà đốt lò con. Chú đóng cửa cả tháng nay rồi đó, mấy cái lò xung quanh cũng vậy thôi. Trời, vậy thì chẳng bù cho lò thằng Long. Hôm qua con tới đó hả? Trời ơi, cái lò nó đốt sung lắm, mấy chục công nhân nhiều vậy đó mà làm không có xuể luôn. Thì tại vì nó có mối xuất khẩu trực tiếp mà. Cũng đúng hả? Mà chú hai nè, sao chú hai không có hỏi dò coi cái mối lái nó ở đâu, rồi chú hai chào thử sản phẩm của bên mình coi làm sao.
Con hỏi chú hay là con chọc chú vậy? Làm ăn mua bán cạnh tranh, dễ dầu gì mà người ta xì cho mình biết con. Chú nghe đâu á, là thằng Long đã có mối trước rồi, cho nên á, nó mua lại cái lò của Sáu Tân giá rẻ như vậy. Đúng là người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Riêng con á, là con muốn mọi người được sống với nghề. Dù sao thì cái nghề này cũng là nghề truyền thống của mình rồi. Chú hai, thật ra con quen với lại anh giám đốc ở bên xuất khẩu, bên thằng Long đó. À, vậy hả con? Dạ. Hay là con giới thiệu cho chú được không? Nếu được á, chú cảm ơn con rất là nhiều. Chú hai nè, cái này là con quý chú lắm á. Nhưng mà chú hứa với con á, con cho chú số rồi, chú không được nói lòng nha. Chú hai, cái này là con quý chú lắm, con mới cho số nha. Chú nhớ đừng có nói cho ai nha. Thằng Long mà nó biết là con xong với nó luôn đó. Con yên tâm đi, chú sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Số mấy vậy con? Nè chú hai, chú luôn số này đi. Đâu, đúng con? Dạ đúng rồi, chú liên hệ thử coi, coi họ có chịu lấy hàng ở bên mình không. Chú biết rồi mà. Chú cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ, chú luôn lại đi, không ra mất bây giờ. Chú luôn.